Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hèn, dạ kính thưa chư cận sinh nam sinh nữ trong đạo tràng, hay giọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thầy, dạ. Nam mô Bích Thầy, dạ, dạ đạo tràng, dạ con nghe âm thanh ngài rất là rõ, dạ cảm ơn Phạm Vượng, dạ đạo tràng, có nghe âm thanh của ngài Liễu Tâm rõ không? Quý vị có thể cho một tín hiệu được không ạ? Nam mô Bích Thầy, dạ. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ Phạm Vượng nghe rõ. Dạ kính quý vị anh chị em đạo hữu hoan hỷ cho tín hiệu. Dạ kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Dạ kính chào tất cả quý vị vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Như Quang. Dạ con thấy là có được hai vị đã nói âm thanh ngài rõ và con nghe rõ nữa, chắc có lẽ là đạo tràng nghe rõ bạch ngài. Dạ bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị có thể đưa bàn tay mình lên hoặc có thể chết chát lên thì Nhật Bình đọc để thỉnh ngài trả lời ạ. Dạ cảm ơn anh chị Phan Văn Liêm. Dạ đạo tràng có nghe được có câu hỏi nào đưa lên không hoặc là đưa bàn tay lên không ạ? Nhật Bình kính mời. Dạ con chưa có thấy bàn tay, cũng chưa có thấy câu hỏi. Dạ con đang cầm mic, con xin hỏi ngài một câu trước để hàng đi. Dạ Nam Mô Bích Thầy, dạ. Dạ con bạch ngài, mấy ngày nay chó Nam Triền sinh hoạt thì có một vấn đề chia sẻ thì nói về ngài Okalana, mà tại sao mà đắc đạo quả chậm vậy bạch ngài? Dạ lý do gì mà ngài Okalana là đắc đạo quả chậm hơn những vị khác? Dạ con cũng những ngài giải thích cho con ạ. À. Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy, danh bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra ngài Okalana cũng đâu đắc quả chậm hơn là đâu. Ngài có bị trở ngại là ngài buồn ngủ. Ngài nằm cái lên xuống ngủ và tới Phật mới dạy mười mấy cái phương pháp mà quán về. Khi nào có cái sự giả dự buồn ngủ rồi thì phải làm sao đó, thì ngày đó là ngày tiếp tục rồi ngày đắc thôi. Cũng giống như ngày Sariputta vậy, ngày đắc rồi cái một thời gian sau cũng chúng tôi không nhớ bao lâu, nhưng mà ngày mới nhận cái khi mà có cái người quen của ngài tới hỏi Đức Phật cái gì đó, ngài đứng quạt cho Đức Phật, thì lúc đó nghe xong là ngài đắc. Thì cũng lâu chứ đâu có ấy, cũng khoảng 2 tuần thì phải. Tuần 2 tuần thì cỡ đó thôi chứ đâu có chậm gì đâu. Nhưng mà có những cái là tại vì cái chúng ta coi cái tiểu sử của ngài Okalana đó, từ ở dưới cõi địa ngục ngài trồi lên, nên đã nói là chậm thì cũng có thể chậm, nhưng mà thật sự ra là cũng không có chậm cho lắm. Tại vì đa số là các vị đó là ba la mật kinh đầy đủ hết rồi. Còn một số cái chuyện tiền nghiệp nào nếu có thì cái đó là phải coi lại trong những cái gì liên quan tới mấy ngày đó thì mới biết được, chứ còn hỏi bất tử chúng tôi không có đọc kỹ cái tiền nghiệp của hai ngày đó, anh là không có thể nói chắc chắn có bị dướng cái tiền nghiệp gì xấu xa hay không. Nam mô Bích Thầy, dạ. Dạ sa thú con thành kính tri ân ngài. Dạ tại cũng có một vị linh chia sẻ, con lúc đó con nghe không rõ, nghe thành ra con hỏi lại ngài cho chắc. Dạ con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ Nhật Bình một lần nữa kính mời quý vị, mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ Nam Mô Bích Thầy, dạ. Dạ kính mời đạo tràng cho những câu hỏi ạ. Dạ bạch ngài, chưa có câu hỏi con xin hỏi tiếp ạ. Dạ Nhật Bình thấy Phật Pháp cũng hay có câu hỏi lắm nè. Nếu Phật Pháp có câu hỏi thì chắc lên đi Nhật Bình sẽ đọc và thỉnh ngài thuyết giảng dạy ạ. Dạ bạch ngài, con nghe về một vị giảng về quả vị Phật,
Và câu hỏi của con á, là quả vị Phật đó bạch ngài, và là vị đó tu như thế nào để có được một cái quả vị Phật, và quả vị Phật á, thì khác với quả vị A-la-hán như thế nào. Và tại con nghe có một vị nói là một vị mà bỏ ngôi vua mà lên núi tu như vậy đó đã đạt quả Phật. Dạ có phải gì không bạch ngài? Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thực sự mình nói Phật, mình nói theo đúng theo chi pháp thì là thánh quả Arahatta Phala, tứ thánh quả Arahatta Phala Chitta. Thì tứ thánh quả đó, nhưng mà cái tùy theo tiền nghiệp cái ba la mật của mấy ngài đó tạo đó, thì mấy ngài đó tạo cái kiểu nào thì khi mà nghe Phật á, thì chữ Bút Thá thì nó có tới năm hạng, nhưng mà mình nếu mình hiểu theo cái Phật mà cái chữ Phật mà hiểu đó, hiểu theo tiếng Việt của mình đó, thì thật sự Phật có ba hạng. Thứ nhất là Phật toàn giác, tức là cái vị đó đó tự chứng đắc và có khả năng để thuyết giảng lại cho người khác nghe được, không thầy chỉ dạy, tức là không có thầy, tự chứng đắc và đem cái pháp của mình để giảng dạy cho người khác nghe để đắc theo. Thứ nhất. Thứ hai là đầu là độc giác Phật, tức là bạch chê cả Bút Thá, tức là cái vị đó đó cũng tự đắc nhưng mà không có khả năng để diễn giải những cái phần mà mình đắc cho người khác biết được, thành ra cái vị đó đắc không có thầy mà cũng không có học trò. Cái vị thứ ba gọi là thinh văn giác, tức là nghe mới đắc. Thì các bậc A-la-hán thông thường mình gọi là chư tăng mà mình thọ tỳ tâm tuy ngũ giới đối với về phục vụ vậy đó. Trong cái thời Đức Phật nào cũng có cái vị đó đó, thì vị đó đã có thầy và có thể thuyết pháp giảng đạo được cho người khác nghe đó. Thì ba hạng đó là cái vị không thầy, tự chứng đắc và có khả năng giảng dạy. Vị thứ hai không thầy, có khả năng chứng đắc nhưng mà không có dạy. Cái vị thứ ba thì cái khả năng tự chứng đắc không có, phải cần thầy, nhưng mà khi đắc rồi thì có thể giảng dạy cho người khác nghe đó. Rồi tùy theo quyền lực của đó để cái vị đó, mà cái vị thứ ba đó thì nhân giác đó, thì nó có nhiều hạng, nhưng mà thường thường mình để ý đó là thường thường người ta chỉ nói tới bậc, nghĩa là hai cái bậc mà đại thinh văn ở kế Đức Phật mà thôi. Tức Đức Phật có bốn vị tu sĩ đó, thời tu sĩ thì có bốn, cần sư nam cần nữ thì cũng có bốn, bốn cái vị mà được xưng tụng đó. Thì hai cái vị nam của Đức Phật Gotama đó, Đức Phật của mình đó, thì là một ngày là Mốc Khanh La Ná Dương Bông Trí Tệ, ngày thứ hai đó là Mốc Khanh La Ná, và thứ nhất là Sariputta chuyên trí tệ siêu đẳng, cái gì thứ hai là Mốc Khanh La Ná, tức là thần thông siêu đẳng. Có hai vị nữ, vị nữ trí tệ siêu đẳng là bà Khế Ma. Nếu mà cái ma tức là siêu trí tuệ siêu việt, cái vị mà thần thông siêu đẳng tức là bà Ubana Wana, cái bà mà bị anh chàng tào lao làm bậy đó. Hai, còn cần sư nam cần sư nữ thì cũng có đúng vậy, nhưng mà ít thấy nói tới, chỉ nói một phần nào đó thôi ha. Thành ra cái đó thì coi trong cái phần mà gì đó ắt khá gì đó, nghĩa là nghe các bậc mà có trội hơn người ta cái này nọ được phước đức được Phật tán dương đó, thì lúc đó là mình mới thấy là những cái vị đó là tạo ba la mật như thế nào, nguyện như thế nào để mới được thành như vậy. Thì thường thường cái bậc mà toàn giác thì cũng có ba hạng. Quý vị thường thường đó, quý vị tại sao quý vị cũng nam mô tạ xạ ba lần là vậy đó. Nam mô tạ xạ lần thứ nhất là cho bậc toàn giác trí tuệ, cái nó mô tả lần thứ hai là cho bậc đức tin, bậc toàn giác mà về đức tin, còn cái nam mô tát xạ lần thứ ba là để dành cho cái bậc toàn giác mà hành tấn. Thành ra khi quý vị đọc sẵn bút thì là cũng vậy đó,
Muốn biết cái vị đó, đó như thế nào đó thì trong bài sống có thể nói rõ ràng Phật toàn giác là cái người đầu tiên đó phải qua bao nhiêu vị Phật, khi thọ ký rồi được qua bao nhiêu vị Phật, cái nguyện trong tâm thì được bù quải vào bao nhiêu vị Phật, nguyện ra lời được bao nhiêu vị Phật, tổng cộng ba cái hạng đó mà khi chứng đắc là khoảng là 3 triệu mấy vị Phật chắc bây dẫn nào nữa. Quý vị đọc trong cái bài kinh sống bút thề là cái mục đích là vậy đó, nghĩa là nói tới mình đảnh lễ tới ba cái hạng Phật. Phật thứ nhất là tăng thượng tuệ, phần thứ hai là tăng thượng tính, phần thứ ba là tăng thượng cảnh. Đó là những cái điều kiện mà để tại sao mà mình phải chia ra Phật này Phật nọ là như vậy đó. Cái thời gian mà tu hành mà nếu từ cái được thọ ký không đó cũng là cái thời gian không thể đếm được, không thể đếm được. Cái chữ sẵn khá giá đó, sẵn giá tức là không thể đếm được. Nhưng mà thường thường mình cái dịch a tăng kỳ là vậy đó, sẵn khả giá là đếm được mà sẵn khả giá là không thể đếm được. Nói cái từ cái lúc mà được thọ ký cho tới ngày thành Phật của cái vị Phật mà tăng thượng tuệ đó đã 4 a tăng kỳ và có thêm 100 ngàn để kiếp, nghĩa là cái thời gian lâu đó đếm không được, 4-5 lần gấp 4 lần cái sự đếm không được, với 100 ngàn đại kiếp tức là trái đất này sinh diệt 100 lần là số lẻ mà thôi mới thành được một vị Phật, chứ không phải dễ ha. Đó là những cái điều mà liên quan tới Đức Phật là vậy. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thủ con thành kính tri ân ngài rất nhiều. Dạ ngài đã giảng dạy rõ có nhiều điều từ nào giờ con chưa được nghe. Dạ bây giờ con nghe được ngài giảng con rất là hoan hỷ và con kính tri ân ngài. Nam mô Bích Tha giá và cảm ơn Phạm Vượng và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá và Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. À. Mời những câu chết chát và mời những bàn tay ạ. À. Dạ. Dạ cảm ơn Bati Yati. Dạ con thấy câu hỏi của Bati Yati rồi. Kính ngài dạy chúng con cách đảnh lễ Phật để con làm cho đúng ạ. À. Nam mô Bích Tha giá con kính dâng bích đến ngài ạ. À. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tổ mẹ và kính thưa chư quý vị. Đảnh lễ Phật cái cách đảnh lễ tức là gọi là ngũ thể hạ điện á. Quý vị ngũ thể hạ điện. Bình chân khá bà đi thạ. Tức là hai tay, hai cẳng với cái đầu đi xuống là năm cái phần nó đụng đấy. Đàn ông thì quỳ khác. Đàn ông quỳ thì chúng ta nói không biết quỳ gì hiểu không thì diễn tả nó cũng khó chính xác. Đàn ông thì quỳ là cái co cái chân cái gót đụng cái vào cái mông co là vậy đó. Còn đàn bà thì thẳng ra nguyên cái bàn chân thẳng dài rồi đầu gối, tức là để cho cái phần sau đó cái mông thấp xuống, còn của đàn ông thì cái mông nó cao. Còn mà khi mà lại xuống rồi đó, hai cái cánh tay lại xuống á, thì hai cái tay của người nữ là kẹp hai bên cái đầu gối, kẹp hai bên. Còn ra đàn ông á, thì hai cái tay kia hạ xuống, hai cái chỗ đụng hai đầu gối. Là hai cách lại nó khác nhau, người nữ lại khác, người nam cái cách là cũng là ngũ thể hạ điền nhưng mà khác nhau. Là trước khi lại Đức Phật á, thì thường đó, Việt Nam mình không thấy, sau này thấy đó là theo của Thái đó thì nó sẽ có câu Bali là A-ráng sống ma sống bút thù phá gấu hoa bút thần phá quanh tăng phía hoa đề mí. Đó. Rồi một lại mà khi mà lại xuống đó, thì lập lại cái lời mình tôn ca Đức Phật là Nam Mô Mê Na Tổ, tức là xin ngài là nơi nương nhờ của con. Tên Đức Phật là này nhờ con. Rồi tới cái lại thứ hai là cho giáo pháp thì cách lại cũng từ trên dưới vậy đó, nhưng mà cái miệng thì nói khác. So khá tô phá quá ta thâm mô thâm măng nam xà mí. Rồi mình lại xuống thì cũng nói về thâm mô mê na thổ. Rồi thì lên cái lại thứ ba mà lại chưa tăng thì cũng có cái câu là Subhati Banno Sa-e-su-sa-yit
Cũng có cái câu nói vậy đó, cái câu đầu là Bố Thổ, này là Thổ Thông Mô Thẳng Cô. Sùa Khá Tô Khóa Hoa Tạ Thông Mô, tức là để Đức Phật Pháp mà Sù Bà Tị Phan Nô Khóa Hoa Tô Sẵn Khóa Ca Sẵn Cô đó. Thì cứ lặp lại một cái câu vậy đó, tượng trưng cho mình đảnh lễ cho Tăng, là khi mình xuống mình cũng nói là Sẵn Cô Mê Nổ đó, đó. Cái đấy đó thì chúng tôi không có rõ cái trang web nào nó có chỉ cách lại hay không chúng tôi, nhưng mà trang web của Thái thì chúng tôi biết có chứ không phải không, nhưng mà để ra chúng tôi tiện cái trang web đó là quý vị vô cái địa chỉ đó để bấm cái chữ translation thì nó sẽ lên tiếng Anh cho quý vị, chứ còn trực tiếp tiếng Anh thì không có. Nam mô Bổn Thầy nhé. Nam mô Bổn Thầy giá, dạ con thấy mà đi tí nữa. Kính tri ân ngài và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy. Dạ, cảm ơn câu hỏi của ba đi chút tí. Nam mô Bổn Thầy giá, dạ nhục bình kính mời đạo tràng ạ, mời bằng tay quý vị mời những câu chích trác ạ, để quý vị có những cái thắc mắc để nhà nhục bình được học ạ. Dạ kính mời đạo tràng. Quý vị có điều gì chưa rõ, chưa thông suốt về Phật pháp thì kính mời bằng tay quý vị. Dạ. Dạ bạch ngài, con cũng chưa có thấy bằng tay mà con cũng không có thấy câu chết chát. Dạ con xin hỏi tiếp. Dạ bạch ngài, có người hỏi ví dụ con đi, con là người mua bán đi. Dạ con người mua bán thì phải nói dối, nhưng mà khi mà có tiền rồi thì đi cúng chùa. Vậy ngài giảng cho con hiểu, một người mà mình có ý tu tập thì có nên lên có lên nên làm như vậy không, hay phải như thế nào cho phải là đúng nghĩa một người cư sĩ có tâm tu tập ạ? Con kính nhân bích ngài, ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì nó trong cái giới hạn nào đó thì cái đó thì không thể gọi là phạm cái giới được. Ví dụ như bây giờ, thí dụ dễ hiểu đi, mình mua cái đó 5 đồng mà bây giờ mình bán lại 6 đồng thì cái đó cái cách đó cũng giống như là mà cái phần 1 đồng đó để mình trang trải cái gì, 2 đồng 3 đồng tùy theo mình tính để trang trải cái đó, thì khi mình ta trả giá mình nói không có xuống được, nó phải vậy, cái giá này nó đã vậy rồi, cái phần lời nó không có bao nhiêu, thí dụ vậy, thì cái đó mình không có gì nói dối cả. Dù rằng cái món đó khi mình bán nó không có đúng giá vậy, nhưng mà còn nếu mà mình nói dối thì nào cái đó không phải cái giá như vậy, mà mình nói thì mình nghĩa là kiếm lời một cách quá đáng thì mới sợ thôi. Chứ còn ấy là, nhưng mà quý vị nên nhớ một điều là không phải mình phạm giới, mình mới đi bốn đường ác đạo, có những cái chuyện không phạm giới vẫn đi bốn đường ác đạo này thường. Tùy theo là cái cách của mình, bên cạnh cái đó là, ví dụ như mà năm cái điều gọi là người cư sĩ không nên làm, nó thuộc về nuôi mạng không chân chánh, ví dụ như bán rượu hay là bán gì đó, thì mình bán rượu nó không có đụng, nó không có phạm giới gì đó. Nhưng mà cái nhân của nó làm thiệt hại người khác thì mình vẫn đi như thường, chứ không phải là gọi là quý, nó gọi là ba giá múc khạ. Tức là có những cái hành động nó không liên quan tới giới, nhưng mà nó là con đường mà đi dẫn tới cái miệng của địa ngục, gọi là ba giá múc khạ. Nó mấy cái đó là mình phải cẩn thận. Chứ còn nếu mà nói là mình đi bán mà lời không có lời mà chỉ lỗ thôi thì đi bán lại làm gì, phải không? Chỉ như nó có lời nhưng mà trong cái giới hạn của nó thì không có phạm, mà trừ khi trên cái giới hạn đó nó mới phạm. Nếu là muốn lời nhiều lời ít gì đó thì cái chuyện đó là ấy, thành ra chứ đi bán này đâu có ấy đâu, đâu có phạm. Nếu phạm Đức Phật cấm rồi. Ví dụ như giờ mình nói nghề đánh cá đó có phạm không? Thật sự có chỗ nào giới nào cấm đánh cá đó, nhưng mà mình làm thiệt hại tới chúng sanh khác thì nó vẫn đưa mình đi bốn đường ác đạo như thường, chứ không có phải là đợi phải phạm giới mà đi bốn đường ác đạo.
Thành ra tùy theo, có khi phạm. Nếu mà quá đáng chút thì phạm, mà nếu bình thường thì không phạm. Nhưng mà nó vẫn là cái nhân mà đưa đến cái quả xấu như thường. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con thành kính tri ân Ngài đã chỉ dạy cho con. Dạ, Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho nhiều mình biết được tín hiệu. Dạ, bạch Ngài. Trong đầu con mấy ngày nay có một câu con muốn hỏi, nhưng mà bây giờ cũng có người bị em nhắc con, nên ra con xin hỏi Ngài. Dạ, bạch Ngài là con thấy ở trong trong kinh đó, thì có Đức Phật có dạy cha mẹ đối với con đối với cha mẹ, chồng đối với vợ, hoặc là vợ đối với chồng, vân vân. Nhưng mà Ngài có kinh chỗ nào để dạy một người Phật tử, một người cư sĩ như chúng con đó, một cách xưng hô với những với chư tăng hoặc tu nữ, và xưng hô như thế nào để mình không có phải phạm luật? Tại vì theo con thấy thì chư tăng thì con nghe với Ngài giải là những vị rất là đáng kính, lý do là đã đắp y của Đức Phật và cũng có giới hạnh, dù ít gì nhiều thì cũng có giới hạnh hơn tụi con nhiều, thì tụi con có phải nên mà nói chuyện ngang hàng, xin nói như là bạn bè với nhau không một ngày? Nếu con nói chuyện với một vị sư mà ngang hàng như là bạn bè thì con có mắc tội gì không? Xin Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Con kính nhân. Nam mô Bụt Tha giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái cách đối xử nhau giữa cha mẹ hai đệ trong xã hội đó, quý vị có thể vô cái bài kinh sẵn Hi Ca La Sutta, tức là mình dịch là Thi Ca La Việt đó, thì cái đó nói rất là rõ ràng. Cái thứ hai đó là mình nói về sự tôn kính đó, thì trực tiếp thì Đức Phật có dạy trong chư tăng đó là người nhỏ hạ gọi người lớn hạ là phàm tê, mà người lớn hạ gọi là nhỏ hạ là quý sổ. Còn những cái chuyện mà hòa hướng đại đức gì đó là cái đó ở ngoài đời họ làm, chứ trong kinh điển mình không có nói kêu để chứ chứng tỏ sự kính trọng. Thành ra nếu hồi tính thời hồi xưa thời Đức Phật đó, nhiều mình kính trọng cái gì đó thì mình gọi họ là đại đức. Đại đức lớn lắm chứ không phải nhỏ như giống như bây giờ mình nghĩ là lớn. Đại đức, bạch đại đức, thưa đại đức gì em xong là. Còn có những cái danh từ mà để dành riêng cho từng cái xã hội. Ví dụ ở bên Miến Điện này, thì cái người mà gặp nhà sư, bình thường gặp nhà sư thì họ là họ gọi là Sa Ya Đo. Còn bên Thái thì cái chữ Phá, tức là người trong sạch đó, thì nay gọi thí dụ là Phá, nhưng mà đa số bây giờ thì họ gọi, họ dùng cái chữ Acharya, họ gọi là Achan. Gặp là bạch thường ngài đó là Achan là này kia. Còn Việt Nam mình á, khi mình gặp nhà sư đó, ngoại trừ cái nhà sư đó mình biết và nhà sư đó đỏ cái điều kiện gì đó thì mình có thể theo. Còn nếu không thì thường thường đó, dùng cái danh từ Việt Nam hay nhất, nhưng mà nhiều người ta không có thích. Ví dụ sư, nó kêu sư này sư nọ thì người ta không có thích. Thì bây giờ cái chuyện mà dễ nhất là trong kinh điển không có cấm là mình thương ngài. Ngài, hay là thêm chữ ngài trưởng lão thì vậy đó, chẳng cần biết họ lớn nhỏ giờ thường ngài. Chứ mình gọi đại đức họ tưởng họ nói tôi tự hòa thượng rồi hay là thương tọa rồi nó bao nhiêu chuyện nữa ha. Nó cứ thương ngài là chắc ăn nhất, bạch ngài là chắc ăn nhất. Cái chuyện, nhưng cái chuyện đó chuyện nó không quan trọng, nhưng mà người đời nó chấp về những cái đó nó mới thành quan trọng. Mấy nhà sư chúng tôi gặp nhau là hành tê lớn nhỏ gì cũng hành tê trước, bởi vì ở người Miến Điện nhau hay người Thái nhau hay là người Tích Lan nhau, ta gặp nhau ta hỏi hạ trước. Nhưng mà người ta thấy mình ông sư ngồi quất, người ta không có hỏi, mà người ta phành tê liền. Ta kêu mình là sư hô với mình là ta gọi mình là phành tê liền, thì mình phải hỏi lại, mình hỏi ngày bao nhiêu hạ rồi,
cho mình biết để làm gì, mình đảnh lễ hay mình lại người đó, ăn lại cái vị sư đó chứ không cho nó chắc ăn. Thường thường đó là người nhỏ bằng đồng hoàn thành với nhau, người họ phải đảnh lễ lễ lại người lớn hạ, chứ không phải gặp nhau là ngó cười 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 nó muốn làm thì làm, không phải. Nó có tôn tư thật tự, nhưng mà chỉ có mấy cái nước mà theo Phật giáo truyền thống bây giờ họ vẫn còn giữ nghiêm nhặt thôi, chứ còn bên Việt Nam thì nhiều khi là lên hòa thượng mới là số một, còn cái dưới không phải hòa thượng thì thượng tọa gì ông sùng đó, thì cái chuyện đó là chỉ có Việt Nam mới thử thôi, chứ còn người khác ta không thử mấy cái đó. Người khác đôi khi người ta có những cái thái thô, mà cái thái thô đó chỉ cho cái sức học hoặc là cái pháp hành của người đó mà thôi. Ví dụ như quý vị nào ở Việt Nam bây giờ đó, là lâu lâu có mấy ngày tam tạng pháp sư tới đó, thì quý vị nhìn cái quạt của họ đó là biết họ cỡ nào. Nó có ba cái giống như ba cái bảo tháp đó là biết là tam tạng pháp sư, mà có hai thì nhị tạng. Còn nếu không có, nó có những cái khác thì tùy theo. Có thể là thâm ma cha lý giá, hay là phi thâm ma cha lý giá, hay là quyết này giá thá rá gì đó, tùy theo cái thiết học của cái đó, giống cái bằng cái quạt để tương đối tương đương với cái bằng của cái đó. Chứ không có cấp bằng giống Việt Nam đi học về rồi muốn cho người ta biết mình ngon là phải là thường tọa giảng sư tiến sĩ gì trong đó. Thành ra mình đấy không có đâu quý vị, để coi ví dụ như mấy ngày thiền sư mà hay đi dạy xung quanh mấy ngày thấy đâu. Ta có cái thai thô, mà cái thai thô đó được chưa tăng, ta phải không tặng, nhưng mà cũng không có liên quan ấy. Tiến sĩ, tiến đội đó, ví dụ như Ngài Uvandita đó, hang. Ngài Uvandita thì Ngài cũng có cái thai thô của Ngài. Vì là Si Tăng Gon Sa Gia Đo Cấp Mắt Na Cha Ri Giá. Còn tên Ngài là cái tên của mấy ông sư đó, mấy điều họ cử họ giống mà không có gọi trực tiếp đâu, không có gọi. Dẫu biết tên không có gọi, gọi cái thầy tô mà thôi. Còn bên Thái cũng vậy, có cái thầy tô thì gọi cái thầy tô đó. Còn nếu không có thì họ kêu là a chan vậy thôi, chứ họ không có có đại đức thượng tọa hòa thượng gì đó. Cái đó là chỉ có chuyện đó mà thôi. Thành ra quý vị muốn gặp cái gì đó, nhưng mà thường thường cư sĩ mà gặp các nhà sư Phành Tê họ cũng không có gì thắc mắc hết, rồi cũng tốt thôi. Thứ nhất là gặp nhà sư Thái, nhà Tướng Điện hay Tính Lam này, Phành Tê là họ cũng vui rồi, chứ không biết bởi vì cũng giống như là cái Phành Tê theo cái nghĩa là cái bậc mà có pháp cao thượng vậy đó. Thành ra nó đơn giản vậy thôi, chứ còn không có còn cách đối xử với nhau trong xã hội, hay là giữa cha mẹ rồi anh em rồi này kia ông xong, thì quý vị coi trong bài kinh Thi Ca Lao Việt là có đầy đủ hết. Nam mô Phật Thầy á. Dạ sa thú, con thành kính tri ân Ngài đã giảng dạy rõ về câu hỏi của con, và đạo hữu cũng đã quan hỷ rồi, và cũng tri ân Ngài. Dạ nam mô Phật Thầy á. Dạ, Diệp Quỳnh kính chào quý Kinh và quý anh chị em đạo hữu gây vào đạo tràng. Dạ, Quỳnh Kinh chuẩn bị nha. Dạ, cứu Nhật Quỳnh nha. Nãy giờ chỉ có trong đạo tràng chỉ có một câu hỏi thôi. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Còn Nhật Quỳnh hỏi mấy câu rồi, nên Quỳnh Kinh chuẩn bị đi. Dạ, Nhật Quỳnh mời Quỳnh đó nha. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Bạch Ngài, con nghe Ngài nói mà quý Ngài đánh lễ nhau là Phành Tê. Thì trong khi có khi con vào room đó, con thấy ví dụ như Ngài Tệ Siêu đi giảng bài đi, thì con thấy ở trong room đó, có vị trác lên và Phành Tê và A Phành Tê, thì con lúc đó con nghĩ có phải là như vậy là một vị đệ tử của Ngài Tệ Siêu không, một vị học trò đó Bạch Ngài là mới là Phành Tê không? Mà bây giờ con nghe Ngài nói là chào nhau bằng Phành Tê, nhưng mà con thấy trong room là như vậy. Ngài chỉ dạy cho con coi phải những vị này là theo cái tính cách như vậy là có phải là đệ tử của Ngài Tệ Siêu không Bạch Ngài? Không nhân bích đến Ngài ạ.
Mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Bấm vô rồi sao nó rớt là thật sự ra là cái học trò hay không lấy học trò thì cái đó mình không có dám chắc, nhưng mà thường thường nếu mình gọi cái vị đó đó, nếu là sư phụ của mình đó, mình gọi là sư phụ theo tiếng Việt được, nhưng mà thường thường đó ở bên Thái ở Miến Điện chúng tôi cũng không thấy họ gọi sư phụ, tại vì ông cái người mà vô để thành ông sư là do tăng chứ không phải là do cái vị đó, vị đó chỉ là cái vị hướng dẫn và đại diện chư tăng để dạy dỗ người đó thôi đó. Bởi vì khi mà ông sư mà muốn người đời muốn trở thành ông sư phải thành sa di trước, từ sa di mấy chư tăng tối thiểu là ở cái vùng mà không phải là cái vùng biên địa đó thì là 5 vị, mà ở Trung Ấn Độ là 10 vị. Nhưng mà mấy cái nước mà chư tăng nhiều người ta không có dám xài số đó, lỡ có người trong đó ta đi vào phạm giới nặng cái đó, nó còn có 4 vị là cái người tu không có thành. Thành ra thường thường là ở Thái Miến Điện là chồng mỗi lần cho tu là ít nhất phải 20 vị để chứng minh cho cái gì đó. Thì có 2 vị Tùng Thiên Ngôn được giới thiệu ông này tên gì, đó, cái người mà giới thiệu vô tên gì này kia tụng xong rồi ngay có mấy thành ông sư. Tức là ông sư đó là nói theo ông ấy, tức là nghĩa là phó thường dân, nghĩa là tất cả mọi người đều có thể là thầy mình được hết chứ không phải không. Tại vì khi mình vô đó mà vì thầy tế độ của mình á, tế độ mình không có nghĩa là dạy dỗ mình vì lý do này lý do nọ gì đó mà không cần biết, thì mình cái gì đó phải tìm một cái vị khác gọi là thầy nương nhờ cho mình nương để dạy tất cả những cái điều gì mà Đức Phật bắt buộc mình phải học như đó. Thành ra khi nào ông sư đó chỉ một vị thầy tế độ nghĩa là hướng dẫn mình vô, còn những cái vị khác đó là vị thầy cho nương nhờ. Thì là cái ông sư có rất nhiều vị thầy cho nương nhờ để dạy về Bali, nương nhờ để dạy về luật, nương nhờ để dạy về tương bộ kinh, trường bộ kinh, nhà kim sùng, là tất cả gì đó đều giống như là thầy của mình hết đó, nhưng mà không có ai gọi là sư phụ đó lại gọi sư phụ đó. Là tùy theo cái nơi, tùy theo cái nơi còn gọi vậy thì chúng tôi không biết đâu. Bởi vì cái đó là phải tùy theo cái gì đó có phải là học trò hay không thì cái đó chúng tôi không biết. Nhưng mà khi mình gọi người ta là gì đó dựa vào cái lời đó thì mình không thể biết được có phải là học trò hay không. Nhiều khi không phải là học trò nhưng mà người ta kính trọng cái gì đó người ta cũng có thể gọi là sư phụ thôi. Nam Mô Bích Thà Gia. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Nam Mô Bích Thà Gia, Nhật Bình kính mời bàn tay quý vị à. Mời nhờ những câu chết chát à. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Chắc kiểu này là Nhật Bình phải nhờ Huynh Kinh cứu bộ rồi. Nhưng Huynh Kinh ơi, Huynh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Huynh Kinh cứu bộ Nhật Bình đi. Nhật Bình sắp cạn vốn rồi Huynh Kinh ơi. Dạ, xà thủ ở Huynh Kinh trước máy rồi. Năm mà bất hai giá. Dạ, giờ mít lại cho Huynh Kinh nha, để Huynh có thể hỏi Ngài điều tâm những cái điều gì để cho bản thân Nhật Quỳnh được học hỏi, cũng như trong đạo tràng vị nào còn thấy thiếu sót những cái gì đó thì có thể đưa những câu hỏi lên để Ngài Liễu Tông giảng dạy. Bây giờ trước mắt con chưa thấy có bàn tay, cũng như chưa thấy có câu chết chát, con bạch Ngài để con nhường mít lại Huynh Kinh để Huynh Kinh hỏi. Nam Mô Bích Thà Gia, kính mời Huynh Ngài. Dạ, Thà Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sư Ngài Gia. Dạ, kính lễ Phật Lưu Tông, kính lễ Sư Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, nói vô bắt cóc bỏ dĩa. Dạ, kính lễ Sư Lưu Tông thì theo như cái vấn đề mà trong room nữa thấy có ít vị mà đưa lên những câu hỏi này hỏi kia. Thì theo như sư thì cái nguyên nhân nào mà khiến cho những vị này ít đặt câu hỏi? Người ta sợ sư hay sao, hay sư làm gì ta sợ hay sao, hay là nhiều nguyên nhân nào, con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích ạ.
Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Đây là cái trang web mà có nói về lại của tiếng Thái, thì quý vị bấm vô cái đó thì quý vị phía dưới cái trang cái phía dưới cái mỗi cái địa chỉ nó có chữ translate đó. Thì quý vị bấm vô translate thì nó sẽ lên bằng tiếng Mỹ cho quý vị để quý vị coi. Còn cái câu hỏi cung kinh thì xin được thưa như vậy. Theo cái kinh nghiệm mà chúng tôi từng đi dạy thì nó có ba cái điều mà khi nào mà gặp ông sư mà im re vậy đó thì có ba chuyện. Chuyện thứ nhất là biết hết rồi, thành là không có không hỏi. Cái chuyện thứ hai là không biết gì hết, thành là ngồi im luôn. Cái chuyện thứ ba là biết một nửa, không biết một nửa, hỏi ra sợ ông rầy, nín luôn, khỏe re, nhập tiền. Một trong ba cái điều đó chứ không có đường nào mà khác cái đường đó đó. Rồi còn quên trả cái đường nào để chuyện được của huynh nghe gì thì chúng tôi không có biết. Nam mô Bố Thầy dạ. Sao tôi kính thưa sư, thì như trong cái vấn đề mà nãy nghe sư nói về sư Nhật Quỳnh về vấn đề tỳ khưu sa di giới đó, thì con chợt nhớ đến ngày xưa có một vị bên Miến Điện, nghe vị nó rất là cao hạ, nhưng mà sau đó vị nó nói là bây giờ mình cao hạ quá thì dễ sanh ngã mạng, giờ mình phải quần tu rồi xuống tu lại sa di. Thì theo cái quan điểm này thì con nghĩ không biết như thế nào, thì con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích là cái điều đó có nên làm hay là không nên làm, từ một vị cao hạ về xuống ra làm lại sa di. Để cho dẹp được cái ngã mạng theo quan điểm như vậy. Dạ, con cũng vẫn chưa. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị, việc làm nó chắc chắn là nó có chính xác rồi. Bây giờ mình có tu cao hạ nhỏ hạ gì cái cả mạng nó đều có đó, nếu mình chưa đắc thánh thì bây giờ cái chuyện là mình nên hành theo lời dạy Đức Phật, để nếu mà còn là phạm nhân thì để mình làm bớt cái năng lực của cái ngã cống cao ngã mạng đó, mình làm nhẹ bớt những cái phiền não loại đó. Hoặc là có những gì chúng tôi biết là họ lớn hạ rồi họ vô rừng họ trốn trong đó, tại vì họ nói chúng tôi đừng có gặp cái gì đó. Vì đó lúc đó là bảy mấy tuổi rồi mà thấy tối ngày cái lụm cụm cụm cho mới hỏi ông nói là ông không có phước, có ý nguyện tu mà không có phước, anh đã học cái gì cũng không được đó. Mà ở trong thành phố mỗi lần gặp mấy ông sư, thứ nhất mấy ông sư mới tu tân tỳ kheo, ông ai vô tranh lễ rồi ông hỏi vậy, nhiều khi trả lời không được, hoặc là nghe trả lời lộng cộng đó, ông nói ở gì ớn quá là thôi tôi tìm cái vô đây tôi ở này tôi xa lánh mọi người để tránh trường hợp đó. Bây giờ tôi chỉ có thầy, ông thầy thiền sư đang dạy nhiều, tôi chỉ ráng học bao nhiêu để gieo duyên kiếp sau thôi, chứ còn học pháp học cần phải bao nhiêu đó để hành thì ông nói ông không có khả năng. Nhưng mà ông nghĩ nếu hoàng tục thì vô ích, hoàng tục đi ra ngoài làm bậy làm bạ cũng vậy thôi, thôi vẫn đừng nhờ cái ý này mà tiếp tục tạo phước được bao nhiêu hay bao nhiêu, nếu mình đừng làm những điều gì ác mà thôi. Đó là cái lời của ông sư già đó, ông kể chúng tôi nghe vậy đó. Thì cái chuyện đó đúng là nên tìm cái chỗ để mình tu, để cho cái tâm mình nó có năng lực học học hành, nó có năng lực, chứ không có nói xuống sư di rồi này kia ông xong. Xuống sư di cũng còn cái ngã mạng chứ làm sao không còn được. Ông sư di, nhiều ông sư di ở Thái chúng tôi cũng thấy, trong quan thấy mấy điện nghe không, ông học rất là giỏi, rồi ông có vẻ ông giống như ông khinh thường những cái người mà cùng đi học với ông á. Thì dĩ nhiên có người, nhiều người học năng nữa, tại sao hoàng tục với học không nổi cũng hoàng tục được trục tục sẽ râm như thường, nhưng mình không có thể lấy cái lý do mà xuống sẽ gì để mình không còn ngã mạng cái chuyện đó. Chúng tôi tin là cái chuyện đó là chuyện không nên. Nam mô Bố Thầy á. Xà thấu, kính trân thượng tọa Lưu Tông. Quý vị đừng có câu hỏi cứ giơ tay và post ra nha. Giờ trong tranh thủ để khỏi để room trống vắng, xin phép được vấn đạo với sự chút xíu.
Trong trả lời cái vấn đề mà tu thiền của sư về hơi thở đó, thì con được biết một số vị nó nói rằng mình thở không nên có sự cố thở, tức là không có nên hít sâu vô, hoặc là thở sâu mạnh vô, thở mạnh ra, mà không không có sự cố trong đó, thở là phải để tự nhiên. Nhưng mà nói như vậy thì khi mà mình hít sâu vô thì nó cũng có một cái sự mà lợi ích của nó chứ. Khi mà hít sâu vô thì nó thứ nhất là nó lợi ích về sức khỏe, hít sâu vô thì nó tạo cho cái cơ thể mình nó có giống như có một cái oxygen được nhiều, được khỏe, được tốt, và trong khi hít sâu vậy mình cũng dễ quán hơn, mình dễ quán cái hơi thở mình nó vô nó ra rõ ràng hơn. Thì như vậy tại sao mà nguyên nhân nào mà như nó không cho mà phép được hít mà sâu mà vô có sự cố như vậy? Con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích cái sự khác biệt giữa cái hít tự nhiên với cái mà cố gắng hít vô như vậy nó như thế nào, và tại sao hít nhưng mà như vậy nó không thể mà hành thiền quán được. Con cũng thỉnh sư. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình hít mạnh vậy đó là cái tâm mình nó dính vào cái chuyện là điều khiển cái hơi thở. Bởi vì mình muốn hít mạnh thở mạnh mới có nghĩa là muốn điều khiển hơi thở, cái chuyện đó người ta không thấy. Bởi vì cái tác ý đó dầu rằng nó có thể nó ít nhưng mà nó vẫn là một loại ác pháp thường muốn muốn cái thở như nào. Nhưng mà cái chuyện thở sâu đó có những cái trường hợp Đức Phật vẫn cho phép là khi nào, là khi nào thí dụ như mình về giống như có thể là bị hôn trầm, cái mình phải chịu khó mình làm một cái cử động gì, thường thường ta dùng cái hơi thở, thở mạnh dài tẻ một cái, nhưng mà cái đó là chỉ để cho mình tỉnh lại chứ không phải để quán xét hơi thở. Tại vì khi quan sát thở thường, mình thở bình thường nó mình nhìn nhìn vậy, tự nhiên mình muốn thở mạnh thì mình phải có tác ý làm cho cái hơi thở mình mạnh thì chứ không có gì đó, tự tác ý mà làm cho hơi thở mình mạnh hoặc sâu như vậy đó. Thì theo một các vị thiền sư, đa số gì họ nói cái đó là mình điều khiển hơi thở thì không nên, chuyện không nên, nhưng mà họ đâu có cấm. Bởi vì ví dụ như khi mình buồn ngủ mình quay thở mạnh rồi này kia để cho cơ thể nó thẳng người lên rồi này kia, không xong nói cái chuyện đó là tùy theo những cái vị thiền sư, là tại vì họ nghĩ cái đó mình điều khiển hơi thở không cho thôi, chứ nhưng mà thật sự cái đó không có gì hết, không có chỗ nào mà nói cấm, hay vị thiền sư ta cũng không có cấm. Nằm một cái thầy á. Dạ, xa thú xa thú, dạ, kính rừng thần tử tâm. Nhưng mà theo như sư nói thì khi mà một người mà có một cái sự muốn như vậy, là có một cái sự tác ý, là coi như là bị dính mắc cái đó rồi, thì trong cái vấn đề này thì giờ mình trở qua cái vấn đề mà như đi kinh hành. Ví dụ đi kinh hành thì mình cũng phải muốn đi chứ, phải khởi ý tác ý là muốn đi rồi, rồi đi rề rề nữa. Tại sao phải đi rề mà không được đi nhanh bình thường, mà phải đi thật chậm, đi từ bước giờ bước đụng đạp đi thật rề giống như người bệnh. Thì trong những thiền viện hay nói là đi phải đi như người bệnh. Thì như vậy cái mà sự mà muốn đi như vậy nó có phải là bị rơi vào trong cái trường hợp như sư nói là bị dính mắc hay không ạ? Hoặc là cái trường hợp đi rề như vậy nó có đúng pháp hay không? Dạ con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chuyện đi rề rề đó là chỉ dành cho những người mà sơ cơ mới vô thôi. Người ta các vị thiền sư muốn tập cho cái vị hành giả đó, đó cái vị thiền giả đó, đó quen với cái cách mà dùng cái niệm để quan sát những cái cử động đó. Thành ra thường thường đó cái người mà chưa kinh nghiệm về thiền mà gặp những trường hợp đó, thường thường những cái tâm đó là tâm tham hết á, tức là muốn điều khiển bước đi cho nó chậm, mà đi chậm nó muốn té thì lại có cái tác ý điều khiển để cho mình đi dừng lại, thành ra đi càng chậm nó càng khó hành. Nhưng mà cái đó là người ta nghĩ để cho cái vị mà hành giả mới chưa có kinh nghiệm chưa gì đó, họ nhận lần lần họ quen với cái làm sao để bắt được cái đối tượng là đi như thế nào của người này nhớ. Bởi vì đi là cái chuyện chất gió nó, trong người mình nó cử động nó làm cho cái chân mình nó chuyển. Nhưng mà đa số khi mình đi chậm đi về kia là cái lúc đó cái niệm mình nó chỉ có chế định mà thôi, thành ra đi không bao giờ trúng cả. Mình nhớ cái chuyện là chúng tôi nói, chúng tôi dùng hơi thở để có thể hành cả tứ niệm xứ được là như vậy, là khi mà mình ngồi mình
cái tâm mình nó có thể có cái chuyện gì đó. Thay vì mình muốn thở mạnh thì mình không cần làm cái việc đó, mà mình quan sát cái tâm mình lúc đó nó đang có cái gì. Rồi đi dùng hơi thở để niệm tâm nó đang có cái gì, chứ không phải là thở mạnh, không có gì. Và thí dụ một cái đối tượng tại sao có thể hành thì luôn cả bốn cái điều kiện, thí dụ về cho Quỳnh hiểu nè, Quỳnh nghe rồi Quỳnh biết rồi Quỳnh thấy rồi rõ ràng. Ví dụ Quỳnh là người đi lính mang thiếu tướng đi, làm trong cái cơ quan lớn lắm. Bữa đó nghỉ nhà cái tự nhiên có người gõ cửa thì bà xã Quỳnh ra nói gì đó, cái quay đầu vô kêu Honey cười tìm. Thì khi mà Quỳnh đi ra thì thấy ông lính, ông đưa cái thờ, ông nói là thưa thiếu tướng, có thờ khẩn cấp, sếp nói là thiếu tướng vào đọc liền. Thì lúc đó có hai đứa nhỏ đi dọn, đứa nó thưa bố, đứa nó thưa chú, tức là đứa con đấy. Thì một mình Quỳnh mà thôi, bốn cái người nhìn Quỳnh khác nhau. Thì ví dụ Quỳnh hơi thở thì bốn người đó là tượng trưng cho bốn cái ca tánh, thì lúc nào nên làm gì chứ không phải không. Chứ nếu mà cái lúc mà bà xã Quỳnh gọi là Honey có khách ra, mà cái ông cầm cái thơ đó, ông nói có thơ Honey, thì sẽ Quỳnh nghĩ chuyện gì xảy ra, tức là mình vẫn tiếp tục cái đối tượng cũ, chuyện gì xảy ra, nghe không? Chắc chắn là mà bà ông đó mà ông lính đó mà ông kêu Quỳnh là Honey đó, thì bà xã Quỳnh nói thằng cha này xài không dâu rồi. Bữa trước cha nói đi công tác mà không ngờ cha đi Thái, bây giờ cha mới có thằng cha này gọi họ đi ra, thấy không? Là sao mình vẫn hơi thở, nhưng mà mình nghĩa là niệm qua cái một cái bê cái foundation khác, tức là có thể thân đồ tâm pháp được, chứ đâu phải là mình phải nhất định là phải thở mạnh thở dài chi. Mà khi mình điều khiển mà cái tâm mình nó có một cái chuyển động mà mình không biết, tức là cái đó là mình đi qua quá xa con đường của pháp hành rồi. Cái tâm nhúng nhớ biết à, chứ không phải là không. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xa thú. Dạ, khi nào thì bỏ lưỡi vòng. Quý vị cúng dường dân hoa, cúng dường bên thượng tọa quý vị kiếm phước. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, thì trở lại cái vấn đề mà đi kinh hành đó, tôi có một số vị người ta đưa ra cái cách là đi thì không nên đi quá xa, tức là không nên đi một đoạn đường xa quá hoặc là đi một đoạn đường ngắn quá. Thì nguyên nhân nào mà vị đó đưa ra một cái quyết định là xác định là phải đi như vậy mới là đúng, còn đi như vậy là sai? Dạ, con cũng thỉnh sư giải thích tại sao đi xa quá không được, đi gần quá cũng là sao. Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Đi cái giới hạn đó là tùy theo người, nhưng mà thường thường trong các trường thiền thì họ luôn luôn họ nói cái giới hạn đó để cho mình đi kinh hành. Tại vì cái lý do đó, nếu mà huynh đi con đường xa đó thì làm cho cái tâm huynh nó dễ vui, hoặc là nó muốn quay trở lại mà nó không có điều, quay không có điều. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đi 15 bước đi, mà giờ mình đi 30 bước rồi tự nhiên nó cái con đường nó xa, nó làm cho cái tâm mình nó dễ có cái sự thay đổi lắm. Nghĩa là nó mong muốn cái quẹo trước được hay không, hay là mong muốn mình đi ngắn lại được hay không, ví dụ vậy đó. Thành ra thường thường đó, người ta chỉ nói là đi cái khoảng nào đó để cho cái tâm mình nó được thoải mái trong cái việc quan sát cái bước đi mà thôi, chứ không có nên xa quá mà cũng nên gần quá rồi mình, bởi vì mỗi lần mà quẹo đó thì cái tâm mình nó phải biết, nên nó biết cái tâm muốn gì để quẹo đi ông chồng đó, bao nhiêu chuyện đó. Thành ra mình đi 2 bước mà mình quẹo vậy đó là cái tâm nó không có chỗ được, nó không quan sát cái đối tượng là cái chất gió đang chuyển động được,
mà nó phải nghĩ tới cái tư tưởng là muốn quẹo, cái tư tưởng là muốn quay đầu lại, còn cái đi xa quá thì cái tâm nó cũng vậy, nó cũng bắt đầu nó có chuyện sao không có. Mình để bây giờ cái tâm nó cũng vậy đó, cho nên người ta không muốn tạo cho mình một cái thói quen là đi quá gần hoặc đi quá xa, nhưng mà tùy theo, nhưng mà người ta không có nói là anh phải đi 5 thước 7 thước gì đó, từ khoảng nào anh cảm thấy thoải mái. Có thể là bây giờ anh đi 5 thước nhưng mà anh đi dài 3 bước hơi mệt, cái là anh đi qua 4 bước cũng được. Nhưng mà nếu mình đi lần lần mà con ví dụ cái đường đó mà mình đi là 30 thước đi, mà cứ đi hoài tới chừng cái chân bắt đầu mỏi là cái tâm mình nó khác liền đó. Thành ra làm thế nào để cái tâm mình nó đừng chán nản trong cái sự quá gần hoặc quá xa, bởi vì khi mỗi lần quẹo là đều mà phải biết cái tâm mình nó lúc đó nó đang có cái gì đó là trước khi mà quẹo, chứ không phải là muốn quẹo là quẹo liền, bởi muốn quẹo là quẹo liền thường cái tâm nó là cái ác pháp. Thành ra người ta không có muốn mình làm cái gì mà để cho trở ngại cái sự quan sát cái cử động đó của tâm, chứ không phải là người ta bắt buộc mình phải như vậy. Nam mô Phật Thầy Giá. À, xa hước à, kính trần tội tâm à, thì sẵn cái vấn đề mà sư quẹo quẹo thì con sẵn hỏi sư là khi mà mình đi kinh hành như vậy, nó đi tới một đoạn nào đó thì những gì thì người ta dạy là mình phải đứng chứ không được quẹo lên. À, phải đứng trong vòng dài 30 giây hoặc là 1 phút gì đó, hoặc nếu đứng lâu hơn thì càng tốt thì là thiền đứng, rồi đứng xong thời gian rồi mới quẹo. Thì như vậy cái vấn đề nếu mà mình không cần đứng mình quẹo liền nó có được không sư, hay là bắt buộc phải đứng rồi mới quẹo? À, đây là cái vấn đề mà con cũng thỉnh sư giải thích cái mối nói ở giữa cái điểm này. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tông Hàng Giả. Kính thưa chư quý vị, cái chỗ nào mà người ta biểu mình đứng đó, tức là người ta muốn mình quan sát cái trạng thái của tâm lúc đó. Nhưng mà thật sự là mình không cần đứng, mình bước, nhưng mà mình luôn luôn mà theo dõi, nghĩa là cái theo dõi liên tục hai cái, theo dõi sự cử động chân rồi nhìn lại tâm lần rồi theo dõi lại nhìn lại tâm như vậy đó, thì mình vẫn cứ bước tiếp tục như thường để cho ngăn ngừa cái tâm nó có cái ác pháp. Bởi vì mình quẹo cái chuyện bình thường nó khác, mà mình muốn quẹo nó khác. Đó. Thành ra thường đó, nó cái đứng lại nghe nó đứng lại mà không biết cách đứng thì cũng không được. Bởi vì khi nào mình đi tới đó đứng mình mới biết cái sự đứng đó chứ không phải không. Đó. Chứ không phải là lúc nào nghĩa là cái tâm luôn luôn ở trong đối tượng, mà cái đối tượng đó như thế nào thì ta bi sấm bà chan nô sa ti ma nó phải biết rõ vậy thì mới được. Bởi vì nếu mà nó biết không rõ đó, tức là cái niệm mà nó trục trặc đó, thì ác pháp nó vô. Mà khi ác pháp nó vô á, thì đừng nói là niệm gì tệ gì cũng bị vô minh chuyện liền. Thành ra thường đó tùy theo cái kinh nghiệm của cái gì hiện giả đó mà ông thầy sư không muốn gì, có thể thì hiện giả nó không có khả năng quan sát, thành ra họ biểu đứng thì mình phải quan sát cái đứng trước đó, rồi mới bắt đầu tiếp tục. Chứ không phải muốn đứng lúc nào đứng, đứng lâu đứng mau gì cũng phải biết hết đấy, chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà nên nhớ một cái chuyện đó, nghĩa là đi đứng nằm hay cái gì đó trong thiền minh sát đều là thế động hết á, thành ra mình không quan sát là không có được đó. Thành ra nó đứng vậy là biết là nhiều khi cái gì đó chưa kinh nghiệm là đông thì sư mới biết nên đứng, chứ thật sự ra đứng cũng không được. Bởi vì đi đứng nằm ngồi nó đều là có những cái cử động hết á, nó là thế động. Quý vị đừng có nghĩ là nằm là thế không động, vẫn là động như thường. Trong thiền minh sát đi đứng nằm ngồi đều là thế động hết á. Rồi nó mình nói đứng để cho nó đừng động là không phải, cái đó là không phải đứng nữa rồi. Thiền minh sát tướng niệm xứ nó khó đó, đi đứng nằm ngồi đều là thế động hết á. Thành ra nó đứng là không được, mình nhiều trước khi mình quay đầu đó, cái khoảng cách rất là ngắn đó, cái chỗ đó là đứng nhưng mà nó vẫn cử động như thường. Chứ không phải là không có cử động, đứng yên không phải. Đứng yên là danh từ của đời, là cái tư thế của đời, chứ không phải là tư thế trong thiền minh sát. Thiền minh sát đi đứng đồng ngồi đều thế động hết đó huynh. Thành ra cái chuyện mà nó đứng lâu đứng chút là không trúng rồi đó. Người ta không có đứng vậy đó, đồng ý nói đứng nhưng mà không phải là đứng chỗ không phải đâu, nó vẫn có cái cử động của cái thể đứng nha, ngoài không là một cái thầy á.
Sao phải sợ kính trời ơn thượng tọa lưỡi tôn à, nhưng mà theo theo như sư nói vậy thì cái đứng là thế động, thì bây giờ thí dụ đứng về là một người ta đi đi hướng đứng đứng đó, thì giờ nếu nó là động thì động, giờ nó là cái gì động và quan sát cái gì lúc đứng, thì trong khi đứng như vậy thì dùng cái phương pháp như thế nào để mình biết được cái thế đứng là thuộc về thế động và động như thế nào. Dạ con cũng vẫn sư vị quan hệ giải thích thêm ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi giải thích cái này đó thì bảo đảm là quý vị nghe quý vị không hiểu, thầy thì quý vị không học nhiều pháp. Cái nữa cái thứ hai đó, có những cái câu hỏi liên quan tới pháp hành như vậy đó, khi nào hãy quý vị vô được thiền nên hỏi kỹ càng quý vị thì vị thiền sư đó thì họ giúp cho quý vị ha. Bây giờ đó khi mình quan sát cái thế đi hay là cái thế đứng hay thế nằm gì đó, thì cái sự quan sát đó nó dựa trên cái sự chuyển động của sắc, mà sắc nó chuyển động nhiều nhất là 17 sát na tâm. Thành ra khi 17 sát na tâm đó nó diệt thì cái 17 sát na tâm khác nó diệt thì cái sắc nó vẫn có cái sự cử động của nó. Nhưng cái sự cử động đó mình chỉ biết qua cái trạng thái cử động đối với cái gì thiền giả giả đó đó, cái tâm của họ đó là phải, nghĩa là phải nhạy bén ghê lắm, cái Atabi Sambachano gì đó phải nhạy bén ghê lắm. Họ mới nhận giác mình ở ngoài, mình tưởng họ, họ họ đi nhưng mà đi cũng phải mà đứng cũng không phải, nó vẫn có cái cử động, mà cái cử động đó nó rất là vi tế, chỉ có cái vị thiền giả đang quan sát mới biết mà thôi, chứ còn người ngoài nhìn không biết. Nhiều khi mình tưởng họ đứng hoặc mình thấy sao nhúc nhích rồi đi, thế đứng thế nằm đều trong trong thiền tứ niệm xứ là thế động. Thành ra khi mà mình nói đứng vậy đó, cái trong cái tích tức nó tích tắc đó nó vẫn có cái đứng như thường, chứ không phải là không. Nhưng mà cái đứng đó chỉ có thiền giả, cái người quan sát cái thế đó mới biết mà thôi, cái người khác không. Đó. Chứ không phải đứng là đứng là đứng đứng liền đó, không phải. Cái thế nằm cũng vậy đó. Thường thường đó quý vị để ý, nhiều người không biết cái này họ đọc ở đâu thì chúng tôi không biết, nhưng tôi nói rồi tôi chúng tôi chỉ cái chỗ để quý vị trả, quý vị thấy liền. Họ nói là ngài Ananda đó đắc đắc đạo quả trong cái không nằm trong tư thế tiến nằm ngồi đó, nghe là ngoài mấy cái tư thế đó, nói cái đó là không chính xác. Ngài Ananda đắc đạo quả trong tư thế đang nằm đó, chứ không phải là rất là quả đâu, cái ngoài 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 tư bốn cái tư thế lớn đó không phải. Bởi vì đã nói rồi, ví dụ bây giờ đó để chúng tôi coi trong cái website chúng tôi lấy cái đoạn nói làm thế nào gọi là nằm rồi cho quý vị thấy rồi chúng tôi mới giải thích được, chứ còn không nói mà không có sách được, mà cũng không có chứng thì không có được. Chứ người quý vị chờ chút, tại vì chúng tôi đọc đọc trong sách của Thái là không có tìm khác, nó hơi khó hơn là trong cái sách của Việt đi khá đi cài. Nó có nhiều chuyện ngoài nói đây cho quý vị thấy nó rõ. Để rơi trong mặt ta cả thả hai mặt ta cả thả. Chúng tôi coi chỗ để đứng nằm ngồi để cho quý vị thấy cái thế là thế động, chứ không có thế nào là cái già nút sinh là sẽ thi bạch tán nghe thi già ba thạ. Để coi coi
đây cho này, để coi đâu rồi. Tầng quá hay không? Tầng nằm. Bây giờ rồi quý vị coi nè, cái nằm là nằm như thế nào. Sa ya mi tị chịt tăng ngụ bạch chá thị, cái sự suy nghĩ sẽ nằm phát sanh. Tăng qua dân chất nề thị, sự suy nghĩ làm phát sanh chất gió. Qua vô quy nhất tinh chất nề thị, chất gió chuyển động. Chịt tà kỳ lý gia, qua vô tha tụ quý phả đề ná sạc ca lái nè. Là cái đoạn này thì ai thích rõ ràng nằm là như thế nào, sự suy nghĩ sẽ nằm. Rồi cái sự nghĩ phát sinh chất gió đã chuyển động. Và khi cái thân của mình đó, nghĩa là xả lá, xì ri, lá xả tỉ vô này nè, nghĩa là bắt đầu nghiêng xuống cho tới khi nào mà cái đầu mà nó đụng gối và cái chân mình nó thẳng ra, cái đó gọi là nằm. Thì bây giờ Ngài Na Đa tại sao gọi đắc tư thế trong tư thế nằm? Tại Ngài Na Đa quá rồi, Ngài đi mệt rồi, Ngài nghỉ sẽ nằm nghỉ. Chứ là sự suy nghĩ của rồi đó. Khi mà suy nghĩ cái sự nằm nghỉ đó, Ngài có đang ngồi xuống, Ngài từ từ Ngài nghiêng cái đầu xuống để nằm. Thì trong lúc từ từ nghiêng cái đầu xuống đó, cái chân dở lên chưa kịp thẳng ra thẳng người thì Ngài đã đắc đạo rồi, đạo quả trong lúc đó. Thì đó Ngài là người đắc đạo quả trong tư thế nằm. Chứ làm sao mà ngoài được. Đó. Quý vị không tin thì đem cái đoạn này đi hỏi ai thì sẽ biết rõ ràng. Đấy, thành ra cái đứng như vậy, nó tích tắc cái chỗ đó thôi. Nó tắt chỗ suy nghĩ đứng thì nó có cái thể đứng nè, thể đứng đâu rồi, thì thả mê tị chỉ tăng vật chất điện nè, ha, đâu vậy, vậy đâu. Thành ra mình muốn biết cái đó như thế nào thì mình nhìn vào cái nhân quả nào, cái thế đi nó bắt đầu từ cái thế gì, thể đứng, nó, mà cái thế đứng này một là bắt đầu từ cái thế ngồi, phải không? Ngồi rồi mới đứng nha. Đó. Thành ra ta nói là đi đứng ngồi và nằm, nhưng mà thường mình nói đi đứng nằm ngồi cái đó là nó không đúng. Đi đứng ngồi nằm đó. Đi đứng ngồi nằm, nằm rồi ngồi, ngồi đứng, đứng ngoài đi đó. Thành ra bây giờ cái gì đó đương đi kinh hành mà cái gì dừng lại cái chỗ đó đó, chỗ trong thiền minh sát không thể gọi là đứng được. Bởi vì cái thế đứng nó phải từ bắt đầu từ thế ngồi. Bởi vì khi mình ngồi mình mới nghĩ mình đứng chứ, thấy không? Phải không Quynh, cứ nghĩ vậy có phải không đó. Thành ra cái đoạn đó nó, cái chỗ đó nó rất là tích tắc, nó rất vị tế. Thành ra chỉ người nào hành thiền sẽ quan sát tự có kinh nghiệm thấy, chứ không thể nào mình nói theo mình được. Nói theo mình làm thì chỉ nói theo chế định của đời thôi. Mà mua với thầy vậy. À, xa thú, dạ, kính chào thượng tọa Lưu Tông, dạ, rất là hoan hỷ, cúng dường lên sư Lưu Tông quý vị. Những câu hỏi này ít khi nào mà chúng ta có được cơ hội để mình biết được những điều này. Thì khi mà đi đứng lại rồi lúc đó những sắc pháp nó sanh rồi lộ tâm nó sanh như thế nào đó, thì cái đó thì theo như vấn đề sư giải thích vậy. Thì 17 sắc na tâm thì lộ sắc nó mới sanh được, thì làm sao mình thấy được đó sư? Nào để theo như sư thì có cách nào để mình tác ý làm sao để mình khi mình vừa đi đứng lại cái mình quan sát mình thấy liền cái lộ sắc nó sanh như thế nào? Con cũng thỉnh sư quan hỷ chỉ cái phương pháp nào để mình thấy cho nó đã, cho nó tại, tới chỗ đó thường thường nó hay bị mù, đứng là làm cho nó mù, làm cho vờ cái. Thì con cũng thỉnh sư có cái phương pháp nào để mình bước vô cái vấn đề mà khi mà nó chuyển cái nó, mỗi lần nó chuyển là luôn luôn nó có cái sự mà phát sanh rất là đặc biệt. Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái đó là mình phải tập cho nó có cái niệm, nó có năng lực, tại vì sống và xã nội sao nó có năng lực mà nó làm được.
Bởi vì khi mà mình muốn đứng, mình đứng đi, mình muốn đứng cái gì không cần biết, nhưng mà đây là cái câu đứng như thế nào là thiệt thả mi tị chịt thăng ngục cách tị, cái tâm suy nghĩ đứng phát sanh. Nhớ chuyện đó. Đó. Tăng hòa dân chánh hệ tị, cái sự suy nghĩ đó làm phát sanh chất gió, mà chất gió nó chuyển động, mà chất gió nó chuyển động trong lúc mình đứng, chất gió nó chuyển động là sao thấy không? là đứng cũng là thế động. Làm sao được, thì mình phải hành cho thời gian đó, tâm mình nó đủ năng lực, cái niệm mình nó đầy đủ năng lực, cái tệ mình có đầy đủ năng lực, mình mới thấy được chứ làm sao. Đó, thành ra phải nghĩ cái đó chứ quay gì ấy đâu, cái tứ quan nghi trong đời sống hàng ngày không có liên quan người tới pháp hành hết đó. Mình đi đứng ngồi ngoài, nếu liên quan tới pháp hành thì mình đâu cần vô trường thiền gì. Cái này là nói thôi, không có nói theo đời được, mà nói trong sách vở đàng hoàng, cái này là bài kinh Tứ Niệm Xứ đó. Thành ra mình phải hiểu cái đó chứ. Chứ còn bây giờ nói trong đời sống ngày mình xài chế định nhiều, cái gì phải phân, làm sao phân biệt được chế định chỗ nào, chế định chỗ nào là thực tính pháp. Chứ cái sự trộn lộn vừa chế định vừa thực tính pháp là không bao giờ có sự tiến bộ trong pháp học pháp hành đó, là một cái thầy vậy. À, xa tới là kính trời thượng tọa tâm. À, như sư nói về, tức là khi mà làm cái gì đó đều có một cái sự suy nghĩ trước. Ví dụ như đi thì khi mình khởi tác ý suy nghĩ muốn đi, muốn đứng suy nghĩ muốn đứng, thì khi mà nó khởi suy nghĩ như vậy nó quá nhanh, thì làm sao mà mình có thể mà mình biết được cái sự suy nghĩ nó sanh lên được. Sau khi đó mình nhiều suy nghĩ muốn đi đứng, mình đứng lại ngay thì cái thân mình nó có một cái sự chuyển động. À, đứng nó giống như có sự xoay chuyển động, thì cái sự xoay chuyển động vậy nó có phải là chất gió không hay sao? À, con cùng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Xin thưa với quý vị đó, suy nghĩ ra ai cũng biết suy nghĩ đó, nhưng cái người biết sự suy nghĩ của mình nó tìm rất là hiếm trong cái cõi cái thế gian này đó. Thành ra cái đó mình phải tập để quan sát cái tâm của mình. Cái tâm mình nó luôn suy nghĩ, ai cũng có sự suy nghĩ đó, tất cả mọi người đều suy nghĩ được, ngay cả chúng sanh đi bốn cẳng hay là chúng sanh trường bò vậy đều có sự suy nghĩ đó. Nhưng mà chỉ có những người học đầy đủ, học về đầy đủ lời dạy Đức Phật đó mới có khả năng biết cái sự suy nghĩ của mình mà thôi. Thành ra mình thấy cái câu Bali chúng tôi đưa ra đó, rằng đi đứng nằm ngồi đều phải có cái tâm, nó đều phải có cái sự suy nghĩ để phát sanh cái gì đó thì nó mới gọi là đi đứng nằm ngồi được. Nhưng mà mình cứ chỉ biết suy nghĩ chứ mình không thấy được sự suy nghĩ của mình thì mình khoan pháp hành đang học đi, học giờ đi cho khi nào thấy được sự suy nghĩ của mình. Không, chứ đâu có dễ đâu, phải không? Mình cứ nghĩ trong đời mình, kể cả chúng tôi cũng vậy, nó thật sự á. Nhiều khi suy nghĩ tào lao cả buổi mới biết mình tào lao. Bởi vì suy nghĩ tất cả mọi người, mọi chúng sanh đều có sự suy nghĩ, nhưng mà biết cái sự suy nghĩ đó không mấy người làm được. Thì suy nghĩ của chính mình á, không mấy người làm được. Chứ không phải ai cũng biết thì suy nghĩ của mình đâu. Nhưng muốn biết thì suy nghĩ của mình phải tập Atabi Sampasano Satima mới dở tới cái phương pháp mà tâm quán niệm xứ cho nó thần tục, rồi mới biết cái sự suy nghĩ của mình. Mô Bụt Thầy Gia. À, xa thứ giờ kính thưa thượng tọa. À, nhưng mà giờ có cái phương pháp gì, người ta chỉ phương pháp gì để mình biết được cái sự suy nghĩ, thì theo vị sư cái phương cách nó có được không? À, chẳng hạn như giờ ta nói giờ mình đứng cái mình khởi cái nghĩ là đi, mình khởi nghĩ đi cái mình bắt liền cái nghĩ liền, thì là mình biết được cái sự suy nghĩ muốn đi. À, thì như vậy có phải là mình biết được cái sự suy nghĩ muốn đi ngay đó hay không sư? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Không phải cái đó trong pháp hành, rồi không phải pháp hành là phát sanh cái sự suy nghĩ đó. Như sự suy nghĩ nó mới làm phát sanh chất gió, tức là chịp tà chá qua vô đó. Cái chất gió đó cái chuyển động thì mình Atabi Sambhasano nó vô, nó biết cái sự chuyển động của chất gió.
mà nó sẽ chuyển động theo cái kiểu nào thì gọi là đi, kiểu nào gọi là nằm, kiểu nào gọi là ngồi đó. Chứ nếu mình chưa thấy cái đó làm sao mình biết đi đứng nằm ngồi, thì mình đi đứng nằm ngồi theo cái kiểu mà chế định thôi, chứ làm sao tạo là cái kiểu mà thứ thiện được, thấy không? Đó, thấy là thấy cái đó, thấy cái chỗ đó đó, đó. Nghĩa là mình đứng đi mà mình muốn đứng, cái tâm mình nó phát sanh cái tác ý muốn đứng là mình phải biết cái chỗ đó liền, thì mình mới biết đứng như thế nào chứ, thấy không? Mà nó phát sanh cái muốn đứng mà mình chưa kịp đứng thì cái nó phát sanh muốn đi tiếp, thì cái mình đã đi tiếp theo cái chế định của cái sự muốn đó rồi. Thành ra không phải nghĩa là quan sát cái sự đi đứng nằm ngộn đã khó đã ở dạng đời thì chứ không phải là chuyện dễ đâu huynh. Thành ra nói hồi cái chỗ người ta vô ngủ thiền đó là thôi, tiền nó đề tài nó khác cho nó rộng rãi chút đi, chứ còn huynh hỏi kiểu này riết ta vô ngủ thiền đó nó môn với tài vậy. À, xa thứ và kính trời từ tận tâm à, quá thật. Mà khi mình đi vô vấn đề này nó chi tiết quá vậy, bây giờ giờ mình không chi tiết nữa được không sư? Thí dụ giờ mình đi thì mình cứ tàn tàn mình đi đi bước phải trái phải trái mình đi tàn đi riết nó cũng là thói quen, có thể mà thấy được những pháp cao siêu được không sư? À, nếu mình tập theo kiểu mà lãng tử có được không sư? Dạ, có cô Vĩnh chưa? Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền gia kính thưa chư vị, tập thì được nhưng mà nó không có kết quả thì mình tập làm gì? Mình tập cái gì mình cũng muốn cho nó có kết quả chứ. Nhưng mà tại vì thường đó mình lại vô mấy cái trường thiền thường đó, nhiều khi mình vô mình nãy rồi cái ông thiền sư ông hỏi tới họ luôn, cái ông thấy cái pháp học mình yếu quá rồi, đâu nhỉ chỉ những cái chuyện mà cơ bản nhất. Nhiều khi nó không liên quan người tới thiền rồi đó, nhưng mà mình cũng phải chịu thôi ha, phải chịu thôi chứ làm trái được. Hồi xưa lúc mà chúng tôi nhớ chúng tôi ở trường thiền ngày Mã Si đó, chúng tôi vô sinh là chúng tôi không có nhìn bụng ngoài, nhìn ông thấy gì để nhìn lên cái lỗ mũi rồi không bị ông thiền sư cũng rầy, thì chúng tôi mới hỏi chứ bây giờ mình nhìn cái bụng nó thấy cái gì. Ông chỉ nói con cầu ngắn nè, chịt tà chá qua vô tha tụ, nói câu ngắn thôi. Nhưng mà nhờ mình ghi pháp là nghe mình hiểu rồi, không phải nhìn cái bụng mà nhìn cái trạng thái, cái lực bên trong đó, nó làm sao cho cái da bụng mình nó chuyển. Nhưng mà khi mà người ta dạy phòng thì biết phòng này ấy, là mình biết chế định là đâu, mình không bao giờ thấy được cái trạng thái chuyển động của cái sắc tâm hết đó, cái chuyện tà cháo qua vô đó mình không thấy, tại vì mình cứ niệm dùng chế định để mình niệm hoài làm sao thấy được. Mà trong khi ông thì sư cũng nói rồi là ông nói câu ngắn ngủn chỉ thấy được cái chuyện tà cháo qua vô tà tụ đó. Nhưng mà đâu phải dễ đâu cái gì đó, thành ra cái gì cũng phải tập hết, hạ thủ công phu tập đi rồi mới ấy được, chứ còn nếu không khó. Chứ còn mình vô thường đa số, mình mới vô trường thiền đa số là mình cứ tập theo cái chế định không à. Dở à, bước à, hợp à, té à, ngã à, thì thổ gại cái nhiều đó hoài. Cái tâm mình có chế định từ đầu tới đuôi là mình là, mà khi mà cái tâm mình có chế định từ đầu tới đuôi thì không thể nào thấy được cái sự sinh đó. Bởi sự sinh diệt nó chỉ có ở pháp chân đế chứ không có ở tục đế. Rồi, thở vô ngắn thì biết thở vô ngắn, thở ra dài biết tôi đang buồn thì kiểu như không, bởi vì không buồn thở dài làm chi, thấy không? Thấy không? Thấy không? Nam mô Bồ Tát. À, xa thứ dạ kính đơn được rồi, phải không? À, thì theo như vấn đề mà sư trình bày nói như vậy đó, thì bây giờ nó hơi thở vô biết, hơi thở ra biết, thì khi mà mình tập thì mình cũng biết vậy thôi, thì mình thở vô mình biết, mình thở vô thở ra mình biết thở ra, thì cái biết này nó có phải là biết theo cái pháp chân đế chứ, hay là chỉ là biết theo kiểu tục đế,
À, con cũng thỉnh chưa? Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hèn Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái đó là biết theo tục đế thì nó đưa tới thiền chỉ, dùng hơi thở đó đưa tới thiền chỉ. Mà cái hơi thở là một cái rất là đặc biệt, là có thể hành thiền chỉ và hành cả bốn cái đề mục của thiền minh sát được, tức là tứ niệm xứ đó. Đó là lý do tại sao bất cứ cái mình vô đa số 90% cái các trường thiền vô là họ đều được cho mình một cái hơi thở. Quán hơi thở để làm gì? Bởi vì hơi thở đó, đó mình vô mình làm vài ngày thì khi mình trình pháp người ta biết mình nên theo thiền chỉ hay nên theo thiền minh sát, mà theo mình thiền minh sát theo cái loại nào, quán thân ngộ quán tổng quán lập là nhờ cái sự cái trình pháp của mình đó. Nhưng mà mình phải ấy chứ không phải mình thở vô thở ra rồi cái mình cứ thở hoài bình thường, không phải thở vô thở ra theo theo thiền chỉ, nó vẫn có những cái phương pháp của nó chứ không phải không. À, theo thiền minh tắc theo thiền tứ xứ nó vẫn có những cái phương pháp, chứ không phải là mình nói mình niệm thân mình cứ thở vô thở ra niệm thân, không phải. Thở vô thở ra chưa chắc là niệm thân, thở vô thở ra tùy theo cá tánh của mình. Mình thở vô thở ra rồi ví dụ như mình dùng cái hơi thở để mình quan sát, nhưng mà mình chừng vài phút cái tự nhiên người mình thoải mái thì ông thầy sư cũng sẽ dạy mình quán thọ, chứ không thấy vô ngồi nhìn từ đầu tới lưng cái thấy nó đau cái quán đó là quán thọ. Cái đó thì không thấy sách nào nói rồi. Quán thọ là thọ nó có ở trong, nghĩa là trong từng sát na của tâm, là nó lúc nào mà nghe cái tâm mình nó vi tế nó mới quán được chứ ngoài không. Nhưng mà thường qua đề mục hơi thở vẫn thấy được đó, thành ra cái những có những cái đề mục đó thành ra mình có hành, có thể hành cả thiền chỉ, hành cả rồi hành qua thiền minh sát cũng được. Có những đề mục thì chỉ hành được thiền chỉ không mà thôi, chứ không có đưa qua thiền minh sát. Nhưng mà tất cả những cái đề mục được trình bày trong thiền tứ niệm xứ đó, nó có cả hai chuyện, là mình vừa hành thiền minh sát thiền chỉ được mà vừa hành thiền minh sát được, nó tùy theo cái niêm nó xuất hiện mà thôi. Cái niêm nó xuất hiện thì khi mình trình pháp với thiền sư thì không mới biểu mình làm gì thì làm theo, chứ mình đừng có tự nghĩ rồi mình làm không có nên, cái đó là tưởng không nên đó. Ví dụ như bây giờ mình nói thể trược đi đó, vô mình niệm kề xả lô mà nó khả thanh tà tại xô. Và cái đề mục đó tất cả chư tăng khi mà bước vào cái giáo pháp này đều phải học cái đó trước hết. Thì tại sao Đức Phật dạy chư tăng cái đó? Bởi vì cái đó có thể là thiền chỉ mà cũng có thể là thiền minh sát. Mình thiền chỉ lúc nào? Khi mình niệm kê xả thì nếu nó ra cái màu đen, cái niêm mít là màu đen, thì mình có thể coi cái đó như là kasina, tức là biến xứ. Còn nếu mình niệm mà mình thấy cái sự dơ bẩn của cái tóc của mình, cái đó là asupha. Đó là asupha, tức là đề mục bất mỹ, là thuộc về thiền chỉ. Nhưng mà mình niệm hồi mình thấy cái trạng thái của nó cứng mềm hay gì đó, thì chắc chắn cái điều đó là người này có thể hành đi direct vô thiền minh sát được liền. Thì mình trình mình thấy cái niêm mít như thế nào thì ông sư cũng sẽ chỉ mình đi đi tới hay đi lui hay đi quẹo. Chứ còn mình vô mình cái niệm niệm hoài hỏi ông thầy sư có hỏi trình pháp không thấy gì hết, niệm hoài thôi, niệm hồi mỗi lưng, niệm hơi thở, niệm cây xả lô ma mỗi lưng thì chỉ có trời rồi biết thôi, ai biết được. Nó mô với thầy á. À, xa thấu à, kính trên thượng tọa Lý Tông. À, thì cũng trong cái vấn đề mà hơi thở này đó thôi, thì trong kinh thì thường dạy là thở vô dài mình biết, thở ra dài mình biết, thở vô ngắn mình biết, thở ra ngắn mình biết. Thì khi mà như vậy thì nó sẽ đưa đến cái sự mà diệt trừ tham ô của đời. Thì con thấy thở vô biết, thở ra biết, mắc mớ gì đến tham sân si thôi. À, nó tham si nó khác, thở vô nó khác, thì khi thì như vậy là nó có ảnh hưởng gì như thế nào đến tham sân si, mà do cái duyên gì mà nó làm cho và giảm được những cái trạng thái mà tham ô của đời, con cũng thỉnh sửa. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hèn Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự mình thở ra thở vô, mình thở dài thở ngắn đó, cái chuyện đó nó một cái gì
biết tại sao cái hơi thở đó gọi là hơi thở dài mà hơi thở đó gọi là hơi thở ngắn, biết dựa vào cái gì, dựa vào cái niệm của mình ở trong cái hơi thở đó, chứ không phải là mình nó dài rồi mình hít hết hơi là dài rồi mình hít nửa hơi là ngắn, không phải. Cái niệm nó dính ở trong cái trạng thái xúc hoặc trạng thái gì trong cái đề mục hơi thở đó, đó nó định nghĩa cái sự đó, thở dài hay thở ngắn, thở ra thở vô dài ngắn là chỗ đó. Mà khi mình nhận dạng được cái đó thì mình đã thấy thực tính pháp, mà thấy thực tính pháp thì nó phải đưa tới cái gì, nó cần phải đưa tới chứ làm sao không đưa được. Còn mình niệm cái gì mà bất cứ mà nó không đưa tới cái thực tính pháp được đó thì cái đó là hơn lắm là nó qua được thiền chỉ rồi, mình chỉ đắc thiền thôi. Chứ còn không thì mình có niệm từ sáng tới chiều, từ tối tới mai đi nữa thì cũng là niệm, là niệm thôi, chứ không có niệm theo cái kiểu mà bên hệ phát triển. Nói niệm Phật đi thì cái Nam Mô A Di gì cũng chùm đó, không phải. Nó nhớ cái chuyện đó, ngay cái niệm Phật trong cái hệ nguyên thủy thì nó là mình dựa vào cái ân đức Phật, mà ân đức nó phải là dựa vào pháp chân đế chứ không phải dựa vào pháp tục đế nữa. Đó, cái ân đức đó nó là danh từ tục đế, nhưng mà phải mình niệm mình phải thấy được pháp chân đế mới được. Nhưng cái lý do mà không thể đắc được đâu là tại vì cái đề mục đó nó rất là vi tế, rất là sâu thẳm, nên là mình cái tâm mình không có khả năng nó dối tới để nó đắc được cái gì. Thành ra thường là tới cận định là nhiều, nhưng mà dùng cái đó để mình có thể mình đi qua cái thiền minh sát được là chỗ nào. Khi cái tâm tới cận định thì từ quý tất cả quý cha đáp bi tị sục khạch ê cạch ta là nó rõ ràng, thì mình chỉ quan sát, chuyển qua quan sát cái đó thì mình mới đi xa được. Chứ còn nếu mình dựa vào cái chế định mà có cái một phần thì pháp chân đế trong đó như vậy thì mình đúng đi không xa được, thấy không? Thành ra bắt buộc trước sau gì phải thấy pháp chân đế, tức là mình nói trắng ra là cái tuệ thứ nhất được đề cập tới là tuệ thấy danh sắc đó. Thì mà mình phải niệm cái gì niệm đây nữa thì mình phải thấy danh sắc, không thấy danh sắc thì không thể đi xa được, thấy không? Đi xa đây có nghĩa là đi ra luân khỏi luân hồi đó. Thì còn nếu mà mình nói thiền chỉ thì không cần thấy danh sắc, mình thấy những cái chế định mà nó liên quan tới thiền chỉ thì mình vẫn có thể có đặt thiền được. Nhưng mà lên tới cái cõi để gặp đạo sĩ A Tư Đà trong đó thì bước sau cũng rớt xuống cái bình loạn rồi. Thành ra mình phải dựa vào cái những cái điều mà chân vô giả giải thích tại sao gọi là chân đế tục đế hay cái gì đó, mình phải thấy mấy cái đó mới được, chứ không phải đâu. Mà phải bắt được cái pháp chân đế trong cái pháp hành của mình thì nó mới có sự tiến bộ thật sự. Nam mô Bích Thầy á. À, xà thú, kính chân thượng tọa Lưu Tông. Không biết nghe ông quý vị. Alo, cô Dịch Quỳnh ơi, còn giờ. Ồ, còn dữ ha, bấm lốc hay vậy, thoải mái ha. À, thì sẵn trong cái vấn đề này, coi sư nói về vấn đề mà con nghe tới vấn đề nó tóc lông móng răng da vì niệm những pháp bất tịnh đó, pháp bất mỹ đó, thì cái vấn đề này có những cái trường hợp về khi mà nói tới niệm tới tóc thì tự nhiên ta nghĩ tới cái bộ tóc dài đẹp, hoặc là niệm tới móng cái tự nhiên mình nghĩ tới cái móng tay sơn mà xanh mà đỏ mà kia là nó đẹp, hoặc là cái răng thì răng nó đều, người nào có răng đều đẹp như hạt bắp. Thì nhiều khi mà mình niệm như vậy mình thấy nó đâu phải là bất tịnh đâu. Nếu mà mình như vậy mà mình nghĩ nó là bất tịnh thì là nó không đúng cái thực tế, không đúng cái sự thật như vậy. Dạ, thì theo như sư vấn đề này thì mình phải hiểu như thế nào để cho nó đúng trở lại theo pháp. Dạ, con cung kính chưa. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra mình muốn thấy cái đó là mình phải thấy cái bất tịnh rõ ràng, bất mỹ rõ ràng, chứ còn đó nếu mình thấy cái kiểu như huynh nói đó thì nó cũng đưa tới vậy, nhưng mà đưa tới đâu, mít chả samadhi đi xuống luôn chứ gọi phải đi là đâu đó. Bởi vì nó đã đi ra ngoài đường mà mình cứ tối ngày mình cứ tưởng tượng tới cái cô nào đó có bạn có mái tóc đó, thì cái đó không phải là thiền nữa, mà cái đó là tiền chứ không phải là thiền nữa. Mới tốn tiền gặp được lại cô đó, cái đó là tiền chứ không phải thiền nữa.
thiền là phải thấy cái niêm bích đúng theo cái trạng thái của cái sợi tóc đó, chứ không phải là không đấy, nó rồi sau sợi tóc này nó dơ. Thật sự là mình biết sợi tóc dơ cỡ nào mình để 3 ngày mình đừng gọi đầu là bữa nào mình bước ra sợ mình dòm được rồi mà không biết liền à. Nên bởi vì cái cơ thể này sợ dĩ đó là mà người ta phải trang điểm trang đồ để người ta gì, người ta sợ nó bất mỹ, nhưng mà thật sự cái trạng thái của nó là bất mỹ rồi, không có gì mà mỹ đó, không có gì đẹp đó. Mà mình cứ nghĩ là mình thích nghĩ làm nghĩ vậy nó mới vậy đó, chứ thật sự là từ đầu tới 32 cái này đã gọi là thể trượt, tức là bất mỹ đó. Tại sao gọi là, ví dụ như cái thân mình gọi, tại sao được Bali gọi là Kaya? Kaya từ chữ Bali là chữ cụ cộng chữ A giá. Cụ là những vật dơ bẩn, mà A giá là tập hợp. Mình gọi cái thân này chỉ là tập hợp những cái chất dơ bẩn mà thôi. Đó. Thành ra khi mình nhìn cái tóc như vậy, nếu có người mà có đầy đủ phước báo rồi nhìn cái đó là thấy nó rất là ớn da gà, chứ không phải là đẹp gì đâu. Dầu là có uống có gì đi nữa thì thôi, chứ nó mà nói chứ đừng có nói gì đó. Mình trời nắng 90 mấy độ ở đây mà chỉ cần một ngày không tắm là thấy đủ biết bất mỹ hay không bất mỹ liền à. Đó. Người ta thấy mình là người ta đưa thai lên, người ta bịt mũi rồi mà nó ấy rồi. Thành ra cái trạng thái đó phát sinh đối với những người mà nó có cái căn cơ nó thiền về đó. Chứ còn mình là cái căn cơ mình nó không có, hoặc là mình chưa từng tạo phước báo liên quan đó đó. Tức là cái tiền thiên nghiệp của mình mà không ta thì mình nhìn hoài thì mình cũng thấy tào lao hoài, chứ làm sao thấy cái đó được. Bởi vì nó mới cái chia ra đề mục này đề mục nọ thì vậy đó. Chia đề mục chia theo cái cá tánh người đó như thế nào thì nên lựa những cái đề mục nào, cá tánh người nào lựa những đề mục nào, chứ không phải là mình cái vô rồi mình niệm. Ví dụ mình niệm cái đó thì chắc chắn là những cái điều mà Đức Phật dạy trong 40 đề mục của thiền chỉ và 72 đề mục của thiền minh sát đó, thì nó không phù hợp với một cái cá tánh này cũng phù hợp với cá tánh khác. Thành ra thường tại sao phải trình pháp để ông thiền sư cũng đổi cái đề mục cho mình, chứ không bắt làm cái đó hoài. Trình pháp để ông đổi cái đề mục cho mình, chứ không phải ấy để đổi để phù hợp. Bởi vì nó có nhiều chuyện mà nó có thể nó cản trở cái pháp hành của mình lắm, chỉ cần tích tắc một chút thôi. Ví dụ như mình nói âm thanh thôi là nó cũng là cái mà làm cho cái pháp cao thượng của mình không có khó phát sanh được. Quý vị nếu mà không biết có phải trong kinh Vô Cố không, tôi nhớ không rõ, nhưng mà cái vị học trò của ngài Sariputta, cái ngài mà đi vị Sa Di đi cái mà hỏi mấy cái chuyện về đất lửa cây cối gì ông chồng nó, thì vậy đó nghe nói mới phát sanh trí tuệ, cái nói với ngài Sariputta để con về con hành thiền chứ con không đi bác tiếp đâu. Thì cũng hơn cái gì lọt vào vọng trí Đức Phật. Thành ra Đức Phật thấy ngài Sariputta sắp đem đồ ăn về đưa cho ông này, mà đem về đưa về đó giờ đã gõ cửa thì tổng nhập ma liền. Anh Đức Phật mới ra đứng trước cái chỗ đó để nói chuyện ngài Sariputta lại đó. Đó. Rồi là vậy, nó có nhiều chuyện nhưng mà đại khái vậy đó, tức là chỉ cần tiếng động không cũng có thể làm cho mình nghĩa là xa thì những cái đối tượng mà rất là tốt lành chứ không phải dễ đâu. Mình cứ nghĩ là nó dễ chứ rất là khó là như vậy. Nam mô Thầy á. Sa thú giờ kính rồi thượng tọa lưỡi tôn. Có ai muốn hỏi gì thì hỏi nhau cái gì, có ai muốn hỏi gì không, ai muốn đặt câu hỏi xin cho biết nha, giơ tay hoặc là chat lên nha. Thì để hỏi tiếp ra cho để trong cái thời gian đó. Thì như cái vấn đề mà nói về cái sự mà bất mỹ đó thôi xin. Nếu mà mình cứ đắc ý mình nghĩ tới cái sự bất mỹ như vậy thì cái đời sống này, người ta thường nói mình nghĩ như những cái đó nhiều quá nó đâm ra làm cho mình chán đời, mình có một đời sống là bi quan. Nếu mình cứ suy nghĩ, mình quan niệm những sự bất mỹ đó, thì nó ảnh hưởng sống rất là nhiều. Và theo như sư thì vấn đề này thì mình phải nên hiểu như thế nào mới gọi là hiểu đúng pháp. Ngạn như nói gì khổ, thì cứ nghĩ gì khổ hoài, rồi nó ra khổ thiệt. Dạ, con cung thỉnh sư ạ.
Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư Việt. Bởi vì đó là lý do tại sao mà người mới tu cũng cần thầy, hoặc người ở ngoài cũng cần thầy, hoặc cần bán là vậy đó. Bởi vì khi mình một trước một cái sự việc gì đó, cái sự lựa chọn của người ta nó không có giống nhau. Có người gọi lựa chọn đúng đường thì đi lên, người lựa chọn không đúng đường thì đấy. Ví dụ như bây giờ nói vậy hiểu đi. Mình bị một cái trường hợp nào đó nó làm cho mình như là bất mãn. Nếu mình không có được cái sự suy nghĩ cho nó đúng mức thì mình lựa sự suy nghĩ tào lao của mình thì mình đi làm gì? Casino, ba biết vô đó làm toàn ấy đồng trước sau cũng tiêu lại vậy đó. Còn nếu mà mình biết, mình nghe thoáng thoáng đầu biết này, vô trong chùa kiếm ông sư nào hỏi thì cũng có cái gì cho mình, thì ít nhất nó còn giải khuây được, nó lựa cho mình được cái con đường nó tương đối là nó có cách hơn. Bởi vì quý vị nên nhớ cái điều thường là chúng ta chỉ cùng đứng trên một con đường đó đó, nhưng mà con đường vô rừng và con đường ra rừng là một, nhưng mà nó không giống nhau nha. Thay vì mình đi ra rừng mà không đi, mình đi vô là thì đi vô rừng là đi với những cái tâm gì nè, a ta bi nít chả sa tị à mô hạ, đó là mình đang đi vô rừng. Rừng đây là chỉ cho những sự cám dỗ ngoài đời. Còn khi nào mình đi ra rừng là phải đi a ta bi sấm ba cha nô sa tị ma. Thành nên mà muốn có được cái Atabi sống ở trên Ô Satima thì mình phải học hỏi ghê lắm, chứ mình nói thì không có, mình sanh ra biết liền chuyện đó không có đâu quý vị. Sanh ra trí tuệ mà siêu việt giống như Ngài Sariputta vẫn đi làm đường như thường chứ không phải không, bởi vì lúc đó Đức Phật chưa xuất hiện, thấy không? Mai mà Đức Phật xuất hiện lúc đó là ông cái vị đó còn tìm tới để được những ấy, chứ nếu mà nghĩa là trễ chừng vài chục năm nữa thì đâu làm sao đắc được, dầu rằng ba là mật đầy đủ tới cỡ đó cũng tiêu đó. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng cái sự suy nghĩ của mình nó cũng đúng, nó đúng mà bởi cái xã hội của mình, mình ở trong cái xã hội nhiều khi nó có những cái mà nó rất là nhiều khê, rồi mình khó tránh được sự cám dỗ, dầu rằng cái đó là ác pháp nhưng mình cũng rất là khó tránh sự cám dỗ. Thành ra cái chuyện mà con người ta thường hay đối diện đó là gì? Chuyện nhỏ chứ không bao giờ lớn. Thấy việc ác nhỏ khinh thường rồi là... Thấy việc thì nhỏ khinh thường rồi không làm. Cùng một chuyện thôi, thấy không? Chuyện nhỏ. Nhưng mà chuyện nhỏ nó vẫn có thể lỗ nhỏ, vẫn có thể làm đấm thường lớn như thường. Hôm nay chúng ta đi học mà không có học đúng cách, đúng đường đó, chúng ta vẫn rất dễ bị sai lầm chứ không phải không. Mà khi mà sai lầm rồi đó thì quý vị đọc bài kinh con rùa thì biết không phải trời là nó dễ đâu quý vị. Đi xuống này nó dễ lắm. Chúng ta đang xếp hàng để trở về ngôi nhà cũ. muốn không vô ngôi nhà cũ rồi phải tạo con đường, nó rất là chính xác mà nó rất là mạnh mẽ, chứ không phải không là con đường đi ra rừng, chứ không phải con đường đi vô rừng. Mà đa số thì đi vô rừng rất là nhiều đó. Ngay trong cái đầu của mình thôi đó, nó thật sự quý vị đó, quý vị ngồi suy nghĩ tối nay, về ngồi suy nghĩ rồi từ sáng tới giờ đó, 12 tâm nó phát sanh nhiều hay là 8 tâm ở dưới nó phát sanh nhiều đó. Nghĩa là không tham thì sân, không sân thì cũng si. Lâu lâu thì nó có được cái một cái tâm mà tâm thiện, mà nghĩa là thiện mà thọ xã mà hữu trợ nữa. Ly trí thọ xã hữu trợ nó phát sanh được chút xíu thôi đó. Thì mà mình cứ tưởng là mình ngon là không có nên, mình đâu có ngon vậy đó, trước sau nó cũng giật mình. Mà khi nó giật rồi mệt lắm, đi xuống rồi thì nhớ bài kinh con rùa thì mới biết thân đó. Thành ra không có đường nào mà không học cái đó quên, mà học cái đúng, chứ còn học không đúng thì thôi chứ rất là mệt. Bởi vì cái ông sảnh sai với Rách Chá Bụt đó, ông là thầy của Ngài Sa Đô Tả lúc là chưa tu đó. Khi mà Ngài Sa Đô Tả vô đó, Ua Tí Sạ, nói là có bậc chánh đẳng xuất hiện rồi, chừng Ngài tới đó gặp vị đó thì chắc được nhiều lợi lộc. Thì ông thầy ông mới hỏi Ngài Sa Đô Tả đó, thế gian này người ngu nhiều hay là người khôn nhiều?
Từ ngày xưa ta người thầy cũng thành thật, nó ở thế gian thầy này người ngu nhiều chứ người không bao nhiêu. Thì ông nói vậy thì người ngu thì theo ta, người khôn thì theo Đức Gautama đó, thấy không? Thấy không? Nghe là thời buổi nào cũng có những cái gọi là tà sư đó, chuyên môn là dựa vào cái sự thiếu hiểu biết của người khác để kiếm ăn chứ không có gì đó. Mà mình không chịu học cho đúng thì mình trước sau cũng lọt vào tay những cái tên đó thì thôi, chứ còn lâu mới trội lên được. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thầy á. Thấy chắc xíu Nhật Quỳnh bị té không đọc được câu hỏi. Thấy có câu hỏi của Như Thật, bạch sư, có người tu biết bố thí thì giới tu thiền lắng nghe giáo pháp rồi có suy nghĩ rằng tôi có niềm tin vào Phật Pháp Tăng, với quan điểm như vậy có đúng không? Y nghĩ đó, ý người đó nghĩ vì có niềm tin Tam Bảo nên sự tu giới định tuệ mới có, vậy có được. Nhưng một người có niềm tin bất động chỉ cho bậc thánh như thế nào? Dạ, con cũng thỉnh sư giải thích cái câu của Như Thật hơi dài quá. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nói trắng là đó, mình phải nhìn lại cái phần học hỏi của mình về phương diện giáo pháp Đức Phật. Đa số Phật tử cần sinh năng của sư nữ đó, tới chùa thì bố thí trì giới rồi tu tiến, tức là làm cho các pháp mình đang làm nó được tiến bộ. Thì trong tu tiến có thể là thiền chỉ, thiền định tùy theo. Nhưng mà nói là bố thí cho thật sự ra, chúng tôi xin thưa với cái vị hỏi đó, 90% người cư sĩ tới chùa không biết bố thí. Trì giới thì cũng vậy, nghĩa là không có nghĩa là lên xin ông sư xin thọ trì tam quy ngũ giới là mình là gọi là người giữ giới trì giới, không phải. Ngay cả tu thiền cũng vậy, vô gặp vị thiền sư hay ông sư nói ấy rồi thì ông biểu là đi biết đi, đứng biết đứng gì. Xin thưa với quý vị đó, cái chuyện mà đi biết đi, đứng biết đứng đó là cái chuyện là của ngài Bà Thị Giá chứ không phải của mình. Mình đừng có nghĩ là mình bằng ông đó. Ngài Bà Thị Giá là thuộc loại là Úc Có Tị Tanh Nhu, còn mình là thuộc loại Úc Có Tị Tanh Ngu. Đừng có nói đi biết đi, đứng biết đứng là đủ, không phải bố thí vậy nữa. Bố thí nó có bao giờ bố thí thế nào để ăn có phước, mà bố thí thế nào không có phước, bởi vì bố thí không phải cho ra là có phước bây giờ đâu. Có nhiều cái bố thí phước. Bởi vì cái tác ý ba thời mà nếu mà nó không có đầy đủ thì cái chắc chắn là cái phước đó nó không có rồi. Mình bố thí mình không có theo chi pháp theo đồ đó, ta coi chừng bữa nào muốn biết bố thí nó khó hay dễ đó. Vô trong cái website là trung tâm thông .org đó, coi quyển sách về dạy bố thí không thôi của ngày hậu pháp đó, đọc rồi mới biết mình có biết bố thí chưa. Thì tới vậy, không phải là mình nói là con xin thọ trì tam quy, con xin thọ trì đều học là cố ý tránh xa sát sanh là mình là người giữ giới, không phải. Khi nào mình còn có tác ý là tránh xa cái sự sát sanh trong cái đầu óc của mình, lúc đó mới là người đang giữ giới.
Mà cái sự dị giới đó không phải là, ví dụ bây giờ mình nói về để cho cái gì hỏi hiểu là không phải trì giới nó dễ, giữ giới nó dễ đâu. Bây giờ mình sinh thọ thì ta không đi ngủ giới xong rồi nó vừa xong cái rồi mình ra mình bưng đồ vô để mình dân cúng nó chư tăng, thì lúc mình tác bạch mình dân cúng vật thực đến chư tăng đó, mình có tác ý là tránh xa cái sự sát sanh không? Hả? Phải không? Đâu phải dễ đâu. Đó. Còn nói là có niềm tin Phật Pháp Tăng Tâm Bảo, xin thưa quý vị đó, chỉ có bậc thánh mới có thôi. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, rác ra khỏi rung này tự nhiên có anh ba trận nào anh chĩa súng vô cổ nói là ông lên nghe pháp đó kìa, cái đó ông không có pháp, không phải pháp, ngoài Phật không phải pháp gì đâu à, ông chỉ xác định cái điều đó tôi tha cho. Rồi mình làm sao, mình đã có à, có Phật Pháp Tăng à. Và ông phạm nhân mình là nói là không có đâu, tôi nghe chứ tôi không có tin. Để cho thằng cái thằng đó nó xách súng nó đi đâu rồi đó, mình mới di trở lại cái chỗ mà mình xin thọ thì tạm quy củ giới, mình sao mối với Đức Phật chứ có ai đâu, phải không? Thành ra khó lắm, đừng nói mình chưa là bậc thánh thì chuyện bố thí trì giới thì mình chỉ làm những cái làm cho vui là nhảy đó, mình chưa học tới nơi, không chưa học tới chốn. Ví dụ như mình trong những pháp lý nó có những cái chuyện mà mình vẫn nghĩ, ví dụ như mình ở Việt Nam mình nghe có cái chùa nó cần gì cái mình gửi tiền tới, mình nói mình bố thí cái đó đó, thật sự cái đó đó mình cho ra thiệt, nhưng mà cái năng lực của nó không có bao nhiêu đó. Đó, quý vị là cái quyển kho tàng pháp học của sư giác giới, quý vị có thấy không, bố thí mà đúng mức bố thí của bậc chân nhân thứ thiệt đó là phải bố thí tận tay. Thì là chuyện mình gửi hay là lâu lâu cái ra ngoài văn phòng của bác sĩ ấy đó, sau khi tôi chết thì cho xác cái đó là nghĩa là bố thí bố thí cái đó là cái xác đó không cho thì nó cũng đem dùng ra ai xài đâu. Là có những cái rồi mình nên cứu cho kỹ để biết mình có cái khả năng ở đó hay không, chứ còn không chắc. Bởi lý do đó, nếu mình nói mình có niềm tin là Phật Pháp Tăng là nội như quý vị suy nghĩ cái chuyện như vậy biết không, mình tắt thở cái rồi đó là cái mình trở lại kiếm nạn, với dầu có trở lại là người nó chắc mình và biết Phật Pháp Tăng là gì, dầu là kiếm nạn mình hàng ngày đó à. Chứ đừng nói gì đó, nghĩa là những cái gì mà liên quan tới những pháp Đức Phật dạy chứ bậc thánh mới có còn giữ được, nếu bước qua kiếp sau thôi, chứ còn phạm nhân là không bao giờ giữ được lâu đâu. Chẳng thành ra, nhưng mà trong thời gian mình còn hơi thở, mình ráo gắng mình học càng nhiều càng tốt, hành nhiều càng tốt, ít nhất là mình gieo một cái chủng tử nên nó thành một cái nhân để kiếp sau rồi mình, nếu mình gặp được những cái bậc nào đó thì dạy mình dễ hiểu, mình có khả năng hơn là cái người khác. Ví dụ có nhiều người bây giờ tại sao vô chùa nghe cái có khả năng là hiểu rồi có thể hành rồi được giỏi hơn mình vậy, tại vì họ đã từng gieo cái duyên đó, còn mình là tiếp nào cũng tu nháp hết, thì mình gặp lúc nào mình sanh ra mình thấy chùa cũng giống như người mới tới hết á. Thành ra khi còn gặp Phật Pháp thì ráng làm cho nhiều để dành cái duyên để kiếp sau nó có khả năng nó cho quả thì nó giúp đỡ được mình, chứ còn cái chuyện mà mình hy vọng mà mình bố thí trì giới vậy nó có quả về quả về đừng hy vọng, không có gì chắc chắn hết á. Bởi vì mình làm đó là nghĩa là cái năng lực nó rất còn yếu chứ nó không có mạnh đâu. Cái người nào mà dám mà thí dụ như bây giờ có người lại nói tôi cần cái thận không, cái mình nghĩ rồi bây giờ mình cho cũng được, nhưng mà cho cái chết rồi sao, đâu để bữa khác, để khi nào chết thì cho cũng được. Tương tự lại như vậy đó, chứ không có bây giờ là ra chắc sẵn sàng. Giống như ngài Sở Vô Tả hồi xưa đó, kiếp trước kiếp của ngài đó, ngài đã nguyện lập thác rồi đó, Bà La Môn nó lại xin con mắt nè, đưa móc mắt đưa cho nó, cái nó quăng trước đất nó đạp chơi cái ngày thôi, không thèm nguyện chỉ cho lâu dài, nguyện gặp nào cái thành để cho nhanh, chứ không nguyện toàn giác nữa.
đó đã, ba là mặt cỡ đó rồi đó mà vẫn thấu chí như thường chứ không không phải là cái chuyện đó là chuyện dễ ha. Nam mô Bụt Thầy ạ. À, sao đó giờ kính dâng Phật Lưu Tông. À thì theo như sư nói giờ mình tu mà để mà kiếp sau mà được gặp lại đúng đường thì nó khó lắm. Thì như vậy bây giờ người ta nói là mình nguyện được chứ. Ví dụ như những người Phật tử giờ thường hay làm phước là nguyện hoặc là học pháp là nguyện kiếp sau luôn gặp được chánh pháp, thì cái lời nguyện đó theo như sư thì thấy cái nguyện đó, nó có cái phê không, nó có được, cho được cái kết quả đúng như ý muốn à? Dạ con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, nguyện á là cái cách hướng dẫn cái sự cho quả đúng thời đúng lúc như ý mình muốn. Nhưng mà mình quên cái chuyện là khi mình tạo cái nhân đó, cái lúc mình tạo nhân để mình nguyện đó, nó có đủ năng lực để cái việc đó phát sanh như ý mình muốn hay không đó. Mà dầu cho nó có đủ năng lực nhưng mà cái điều kiện của mình đó, mình chưa có đầy đủ thì mình gặp để làm gì? Thí dụ như bây giờ đó, trong thời Đức Phật hồi xưa đó, 2600 năm về trước đó, thí dụ như chúng tôi với Kinh Miranda hay là cô Nhật Quỳnh cũng sanh vào thời đó, nhưng mà sanh làm trùng làm dế thì cũng như không, cũng nguyện gặp, chắc cũng nguyện gặp Phật ấy chứ không phải không, thấy không? Bởi vì gặp Phật là gặp cách nào, gặp khi nào mình đầy đủ điều kiện để gặp Đức Phật nó khác, mà mình không đủ điều kiện thì mình gặp Đức Phật nó khác. Rất nhiều người gặp chứ sao không gặp đó. Đừng nói gì trùng giới chi cho nó thấp, là người nhị nhân cũng vậy đó. Đức Phật ngó mình cũng cười cười thôi, trùng lắm là mình lại cái mình xè làm bộ ngày ngày cho con chụp để đưa lên Facebook cho người ta để quảng cáo mình có gặp Phật hay cũng không. Là quá, mình muốn gặp Đức Phật để làm gì đó thì mình phải tạo nhân cho nó đầy đủ đó. Thì bây giờ mình muốn gặp Phật ít nhất đó thì mình phải học theo những cái điều mà cái vị Phật hiện tại để lại cho mình đó. Đó. Ngài đã nói rồi, khi ta tịch rồi pháp với lực là thầy, mình ráng học càng nhiều càng tốt, học cho tới khi nào mà nó có rất nhiều năng lực đó, thì gặp kiếp sau mình gặp đã được gặp vị Phật đó, thì nó mới giúp mình. Tức là Ngài nói một câu đó, mình có thể nghe được, hay là Ngài có khả năng Ngài hướng dẫn cho mình được, mình nghe mình hiểu. Chứ còn nếu mà mình nghe Ngài nói thì Ngài cũng gặp chứ sao không gặp đâu. Quý vị nên nhớ đó, mình coi những cái tường thuyết pháp của Đức Phật, Ngài thuyết rồi đó, hen. Thường thường Ngài thuyết là tại sao Ngài phải dùng cái giống trí của Ngài để coi cái ông này ông có khả năng hay không. Tức là Ngài thuyết cho người đó thôi, còn một số rất ít là đắc ké. Nhưng mà đa số đắc ké là chư thiên nhiều hơn là người đời. Là tại sao? Tại vì mình chưa đủ điều kiện, dù rằng mình nguyện gặp Phật đi nữa, mình chưa đủ điều kiện thì Ngài có thiết thì mình cũng cười cười mà thôi. Chứ đâu có gì đâu. Vì sao? Thành ra cái quan trọng là mình gặp giáo pháp mình phải học cho nhiều, nghĩa là mình bỏ túi cho càng nhiều càng tốt để làm vốn. Thì sau này gặp Đức Phật nó mới có lợi, chứ còn nếu không gặp thì cũng như không đâu. Nhiều người cũng nguyện gặp như mình vậy đó, nhưng mà vô cái mua nại chuối lên để mà Phật lại ba lại cái nguyện cho cái sự mà cúng dường nại chuối đến ngày để con gặp Phật Di Lai, gặp Phật Di Lai rồi cũng thêm nại chuối nữa chứ có gì đâu, lợi ích gì đâu, phải không? Phải học cái mấy ấy chứ. Mình mà học đó, tức là mình tạo dân duyên đầy đủ rồi thì chắc chắn cái lời nguyện nó mới thành. Còn nếu là nguyện mình mà cái nhân duyên mình tạo nó chưa đầy đủ, mình có gặp thì cũng như không gặp mà thôi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Vậy là Quỳnh Kinh chắc có việc rồi, sa thú chạy mất tiêu, con không thấy cầm mic. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ con thấy câu hỏi của Như Thật. Dạ, con
Dạ cảm ơn Quỳnh rất là nhiều, dạ đã giúp đỡ Nhật Quỳnh cũng như giúp đỡ đạo tràng cho những câu hỏi nhỏ quá ha. Dạ bây giờ nó lớn nha. Dạ thầy Nhật Quỳnh mới tới máy. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ bạch sư, theo quan điểm nhiều người cho rằng việc thiện làm như câu hỏi trên là bổ túc ba la mật, vậy có đúng không? Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn nguyện. Dạ kính thưa chư quý vị, hiểu như vậy thì không chính xác. Trước hết là mình phải hiểu là một việc thiện á, bố thí đi, bố thí mà muốn thành bố thí ba la mật á, thì mình phải nguyện cái sự bố thí này á để đưa tới cái sự chấm dứt phiền não, đưa tới sự chấm dứt luân hồi, thì cái bố thí việc làm đó mới thành là bố thí ba la mật. Nhưng mà còn cái năng lực nó được bao nhiêu thì cái đó không ai biết được đó. Rồi lần sau mình bố thí lần nữa thì mình cũng nguyện như vậy đó, mỗi lần bố thí nguyện vậy đó, thì cái đó mới gọi là bổ túc cho ba la mật. Còn nếu mà mình nguyện mình làm cái việc mà thiện rồi mà không có nguyện để cho nó thành ba la mật thì nó đâu có bổ túc được cho cái gì cho ai đâu. Đó. Bởi vì khi bố thí mà mình không có biết cái cách nguyện đó, mình không hiểu, mình không học để hiểu chấm dứt phiền não là như thế nào này kia sụp nó, để mình nguyện là tới cái trạng thái đó đó, thì cái việc thiện đó là việc thiện thông thường mà thôi. Mà cái việc thiện thông thường đó, đó chưa chắc là nó đã giúp cho mình để đi về, chứ đừng có nói. Bởi vì cái đi về cõi ăn vui đó là ngũ giới. Trong tăng chi đó, nếu mà ai có học là thấy ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Quý vị không tin thì chúng tôi cũng thí dụ cho quý vị biết, nghĩa là ngũ giới mà không có trì thì có bố thí cách mấy cũng đi xuống mà thôi. Đó là bà Manlika, bà hoàng hậu Manlika của vua xứ Cô Sơ Lá đó, bà làm phước đại thí vào thời Đức Phật có 102 đó, nhưng mà chỉ có một lần nói dối ông vua mà thôi, lúc tắt thở vẫn rớt xuống địa ngục như thường. Chứ không phải là mình tự bố thí rồi cho mình đi lên không có đâu. À, muốn đi lên á là phải ngũ giới cõi nhân thiết. Còn muốn đi lên cao nữa thì phải thêm lên chứ không phải không. Ví dụ muốn rời cõi phàm thiên thì phải đắc thiền phải này phải nọ. Chứ không phải là mình cứ nắm lại được thiền để bố thí ba la mật. Mình chưa biết ba la mật là gì mà mình không bổ túc được. Không hiểu ba la mật là gì, ba la mật là cái pháp mà đưa đi qua tới bờ bên kia. Thành ra khi mình làm mình cũng nguyện mình đi qua tới bờ bên kia, mà muốn đi qua bên kia đó là chấm dứt sự sanh tử luân hồi đó, thì cái đó mới là bố thí ba la mật. Chứ còn mình nguyện bố thí xong cái nguyện để kiếp sau tôi được giàu sang để làm phước tiếp tục thì thôi, chứ cái bố thí đó gọi là bố thí để được luân hồi thì cái đó không thể bổ túc cho cái pháp nào cả. Nó là có những cái chuyện mình phải hiểu cho nó đúng, thì hiểu đúng thì mình mới làm thì nó mới trợ giúp với nhau thôi. Chứ mình hiểu không đúng nhiều khi mình làm mình cứ nghĩ ở cái này là để bố túc cho bà bố túc, mà như thật sự nó không bố túc được, không bố túc. Bởi vì mình có tạo phước gọi là phước thuộc loại ba la mật lúc nào rồi nó bố túc. Ba la mật thì thường đó quý vị nghe đó, thập độ ba la mật đó, mười phước đó quý vị đang làm một trong mười phước đó là nguyện vậy đó, nguyện để chấm dứt sanh tử luân hồi, mà nguyện trong tâm thôi nha, chứ còn chưa hết mà nói ngoài á coi chừng á, mà tới nó xin có gì nó cũng xin hết. Còn có cái thân người không mà nó xin cái hàm bộ hàm răng để cho mình mai mốt không dám nó nguyện bố thí nữa là phiền não lắm. Mà Nam Mô Bụt Thầy á. Rồi quý vị ơi, hình như là ngày cả không có trong rung phải không? Rồi không có trong rung rồi đấy. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn nguyện. Dạ kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh do cái pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi dương lành, để các quý vị có thể chấm dứt các áo pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Bhagavatu sabbamangalam rakkhantu sabba devata
sabba buddha nu pha ve na sa da so thi pha quan tu te pha qua tu sabba mang khalang ra khan tu sabba devata sabba thamma nu pha ve na sa da so thi pha quan tu te pha qua tu sabba mang khalang ra khan tu sabba devata sabba sangha nu pha ve na sa da so thi pha quan tu te nam mô buddha ya nam mô thamma ya nam mô sangha ya nam mô ratanataya sa Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Lục Quỳnh không? Thầy Lục Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng, cảm ơn Quang Nguyệt. Dạ, tới giờ chót Lục Quỳnh té đùng đùng. Dạ. Nam mô Bụt Thầy chúc phúc đạo tràng rồi. Phải không quý vị? Dạ. Ngài Trí Đức thì hôm nay ở chỗ ngài có rất là đông người sử dụng điện thoại, nên ngài cũng không có vào tràng được, ngài cũng rất liên nguyên. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ thôi thì ngài Lưu Trong đã chúc phúc rồi thì ngài cũng đã rời luôn rồi, nên Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp và sau đó sẽ hồi hướng quả phước đã tạo được ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Bụt tâm ăn ghê nạnh đê hăng ba đạp phẳng sung và ruột tâm ăn. Bụt thệ vô ca lý tổ đô sơ.